Anh Ngọc Dương à? Anh Ngọc Dương à? Nhanh lên em. Anh Ngọc Dương mau ra ngoài đi. Hạ Mễ, em phải sống tốt. Đừng quên anh. Anh Ngọc Dương. Anh Ngọc Dương. Hạ Mễ, em yêu Ngọc Dương này nhiều đến nhường nào. Đã 3 năm rồi. Trong vô số giấc mơ, em luôn gọi tên người ấy. Thôi được. Vì em yêu người có tên Ngọc Dương đến thế, thì tôi sẽ để em tự do. Hãy chuẩn bị cho tôi một bản thỏa thuận ly hôn, ngay lập tức. Đây là... Hạ Mễ, chúng ta ly hôn đi. Tại sao? Lộ Khiết đã trở lại. Xin lỗi, vì cô bạn gái cũ của anh đã quay lại, nên tôi phải nhường vị trí của bà Giang cho cô ấy, phải không? Tôi không ly hôn. Cô hãy ký vào đây đi. Đây là tiền bồi thường cho cô. Bách Vũ, uống chút súp đi. Biến khỏi đây. Lộ Khiết, uống ít thôi. Uống không nổi nữa. Bách Vũ, anh làm sao vậy? Tại sao lại uống dữ dội thế? Anh Bách Vũ, anh xem anh còn đổ mồ hôi kìa. Hơi ngột ngạt nhỉ, cởi áo khoác ra thì hơn. Anh Bách Vũ, anh bóp đau em rồi. Alo Hạ Mễ, anh say rồi. Cô đến phòng VIP 888. Đến đón tôi, nhanh lên. Anh Bách Vũ, để em rót rượu cho anh. Tôi không uống. Ồ, hãy cùng uống một ly nhé. Gửi ít cho chúng tôi với nào. Trời sinh một cặp đẹp đôi nhỉ. Chúng ta sau này chỉ biết cô này là vợ Bách Vũ. Đúng rồi. Chị dâu, chị phải cho uống bằng miệng. Phải không anh em? Đúng rồi, cho uống bằng miệng. Cho uống bằng miệng, cho uống bằng miệng. Đừng có làm ầm ĩ lên nữa. Chồng ơi! Chồng ơi, anh bị dạ dày, không thể uống nữa được. Các người thật là, biết rõ chồng tôi dạ dày yếu, mà vẫn rủ anh ấy uống nhiều như vậy. Tại sao lại đưa cho chồng tôi một tay vịn thế này? Tôi không phải. Nếu muốn tìm thì kiếm một người đẹp hơn đi, chồng tôi không thích kiểu này. Chồng ơi, chúng ta về nhà thôi. Anh Bách Vũ đã hiếm khi ra ngoài thư giãn, sao cô lại làm hỏng cuộc vui của anh ấy? Đợi anh ấy uống xong, tôi sẽ tự đưa anh ấy về nhà. Cô là cái thá gì chứ? Cô có quyền gì đưa chồng tôi về nhà? Tôi tên là Chu Lộ Khiết, cô nên biết tôi. Và sau đó thì sao? Dù sao cô cũng chỉ là kẻ thứ ba, tôi mới là vợ chính thức được cưới theo pháp luật. Cô! Anh Bách Vũ! Giang Bắc Huyền! Nếu không muốn nhà họ Giang mất mặt, thì hãy đi về cùng tôi trước, chúng ta sẽ nói chuyện sau khi về. Hạ Mễ!
Hóa ra cô cũng biết đe dọa người khác à. Tôi đi trước đây. Ừ được được, đi đi. Tôi về trước đây, anh. Tên khốn Giang Bách Vũ. Tôi không nên mềm lòng đến đón anh. Cứ để anh uống chết đi. Dù sao anh cũng có người tình. Chu Lộ Khiết chăm sóc rồi. Cô đang mắng tôi à? Tôi. Lúc nãy không phải rất mạnh mồm sao? Bây giờ sợ rồi à? Buông tôi ra. Ê, đừng có mà nôn. Tôi sẽ tìm thùng rác cho anh. Đợi một chút, đừng di chuyển. Tôi sẽ tìm thùng rác cho anh. À. Giang Bách Vũ. Ngọc Dương. Anh đã tỉnh rồi à? Đầu có đau không? Anh không phải đã cai thuốc rồi sao? Giấy đồng ý ly hôn đã ký xong rồi. Tôi đồng ý ly hôn. Đây là tiền bồi thường ly hôn cho cô. Cầm lấy đi. Sau này, cô còn phải tiêu rất nhiều tiền nữa. 2 năm trước sức khỏe tôi không tốt. Tính tình cũng không tốt, đã làm cô phải chịu khổ. Hạ Mễ, chăm sóc bản thân thật tốt. Anh cũng vậy nhé. Ngọc Dương là ai? Anh ấy đối với cô chắc hẳn rất quan trọng. Xin lỗi vì đã chiếm giữ cô 3 năm. Chúc cô hạnh phúc. Tôi cũng chúc anh hạnh phúc. Đôi mắt của người đàn ông này giống như anh Ngọc Dương. Bà nội, Giang Bách Vũ bị tai nạn xe, vì cứu bà làm cho đôi chân bị liệt. Con muốn lấy anh ấy, con muốn chăm sóc anh ấy suốt đời. Con là tiểu thư nhà họ Hạ. Con định gả cho người đó chỉ để trả ơn sao? Bà nội, gia đình Hạ không biết thân phận của con. Lão phu nhân nhà Giang tưởng rằng con chỉ là một chuyên gia phục chế tranh cổ. Xin bà an tâm, con sẽ giữ bí mật về thân phận của mình, sẽ không làm mất mặt nhà họ Hạ đâu. Bà nội. Lúc đầu bất chấp sự phản đối của bà nội, ẩn giấu thân phận, quyết tâm cưới Giang Bách Vũ. Bây giờ còn mặt mũi nào mà về? Alo, Hạ Mễ, bà nội tôi bệnh nặng, bảo chúng ta phải về ngay. Cái gì? Cô đang ở đâu vậy? Tôi sẽ đến đón cô. Được thôi, tôi sẽ gửi vị trí cho anh ngay bây giờ. Anh đến đón tôi nhé. Bà nội bệnh nặng, tôi không muốn bà ấy kích động nữa. Chuyện chúng ta ly hôn, tạm thời giấu bà ấy. Tôi biết phải làm sao rồi. Ôi,
cháu dâu cưng của tôi. Lâu lắm rồi không gặp, bà nhớ con quá, bà nội. Nội không phải. Cái gì không phải? Sao nào, anh chẳng phải đang mong tôi chết? Để hai người ly hôn sao? Tôi nói cho anh biết, ly hôn, không có cửa. Hạ Mễ còn yên tâm, có bà nội ở đây, cuộc hôn nhân này không thể ly dị. Bà nội, làm sao bà biết? Hôm nay người ta đã đến, tìm bà và bày tỏ sự quan tâm, nói rằng Bách Vũ muốn ly hôn với con. Và muốn cưới cô ta, bà nội đã đẩy cô ta ra khỏi đây. Kiểu phụ nữ vô tình, vô nghĩa đó, không xứng đáng bước chân vào nhà họ Giang chúng ta. Bây giờ, bà nội chỉ mong rằng hai đứa sẽ sống tốt, sớm ít hôm nào để tôi ôm chắc thôi. Bà nội, đừng như vậy. Từ hôm nay, hai người ở lại đây cho tôi. Khi nào cho con có bầu thì, hai người lại dọn về nhà ở. Bây giờ phải làm sao đây? Phía bà nội, sức khỏe bà không tốt, không chịu nổi kích động, chúng ta nên ở lại đây vài ngày, rồi hãy từ từ tính sau. Ở đây chỉ có một cái giường, làm sao để ngủ đây? Cô đang căng thẳng gì? Chúng ta đã từng ngủ với nhau rồi mà. Khi anh ngủ, có thể ngoan ngoãn một chút không? Cô có chắc người cần phải ngoan là tôi không? Hừ. Cũng không biết là ai. Mỗi lần ngủ đến nửa đêm, lại trườn vào lòng tôi. Đừng nói nữa. Được rồi, tôi đi tắm đây. Đồ lưu manh. Alo. Hạ Mễ. Anh Bách Vũ có ở cùng cô không? Xin hỏi cô là ai? Tôi là Chu Lộ Khiết. Anh ấy đang tắm. Tôi sẽ nhờ anh ấy gọi lại cho cô sau nhé. Chu Lộ Khiết vừa gọi điện cho anh. Anh gọi lại đi. Điện thoại của tôi đâu? Lộ Khiết đã tự tử. Cái gì? Cô ta tự tử? Tôi phải đến bệnh viện xem sao. Lộ Khiết có bệnh trầm cảm nặng, và gia đình Giang và Chu cũng có hợp tác kinh doanh, vì vậy tôi phải đi. Tôi sẽ đi cùng anh. Được, tôi đi thay quần áo đã. Tiểu Khiết, Giang Bách Vũ đến thăm con kia. Cô đang nghĩ gì thế? Cô biết rõ, Tiểu Khiết gia đình chúng tôi mắc chứng trầm cảm nặng. Sao cô còn nói những lời khó nghe như vậy, làm tổn thương cô ấy? Cô cố ý muốn lấy mạng của Tiểu Khiết gia đình chúng tôi phải không? Tôi không có, cô không có. Làm rồi mà không dám nhận. Một người phụ nữ từ làng núi, không có giáo dục như cô, đủ rồi. Vợ tôi, không phải để cho người khác chê bai. Anh Bách Vũ, mẹ em chỉ là lo lắng cho em. Thực ra em không có ý tự tử, em chỉ là vì không ngủ được nên mới uống thêm vài viên thuốc ngủ mà thôi. Là mẹ em, bà ấy làm quá lên, cứ nhất quyết phải đưa em đến bệnh viện rửa dạ dày. Giờ này rồi, còn bắt anh và cô Hạ Mễ đến bệnh viện. Thật là xin lỗi. Tiểu Khiết, con biết uống mấy viên thuốc ngủ rồi không? Nếu mẹ không phát hiện ra sớm, thì con sau này đừng làm những chuyện ngớ ngẩn như thế nữa, biết không? Tránh ra. Tôi không cần cô giúp. Tôi không tin Giang Bách Vũ tôi lại không thể đi được vài bước đường này. Tôi là vợ của anh. Chăm sóc anh là nhiệm vụ của tôi. Tôi sẽ đi cùng anh. Nếu Lộ Khiết không rời đi, thì vị trí của bà Giang chẳng liên quan gì đến cô. Đi ra đi.
Giang Bách Vũ. Dù cho Chu Lộ Khiết, ở trong lúc khó khăn nhất của anh, cô ấy đã bỏ rơi anh, nhưng anh vẫn không thể quên được cô ấy. Bách Vũ. Suốt đời này, Chu Lộ Khiết của chúng tôi cứ mãi mê đắm cậu, cô ấy mắc bệnh trầm cảm nặng chỉ vì cậu. Lúc đầu, chúng tôi không nên để hai người phải chia cách. Trong 3 năm qua, Lộ Khiết luôn luôn nhớ về cậu. Các người tiếp tục nói chuyện, tôi đi đây. Chuyện điện thoại. Giải thích với Lộ Khiết một chút đi, tôi. Chị Hạ Mễ, chị đừng giận nữa được không? Những lời chị nói trên điện thoại, tôi đã nhớ hết rồi. Nhưng tôi thực sự rất yêu anh Bách Vũ. Tôi chỉ mong có thể lặng lặng ở bên cạnh anh ấy. Tôi sẽ không tranh giành với chị đâu. Buông tay. Buông tay. Con gái, con không sao chứ? Chị Hạ Mễ, con tim chỉ sắt đá. Tại sao chị lại đối xử như vậy với tôi? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không tranh giành anh Bách Vũ với chị còn muốn gì nữa chứ? Chẳng lẽ chỉ có tôi chết cô mới thỏa mãn? Được, vậy tôi sẽ chiều theo ý chị. Tiểu Khiết, con đang làm gì thế? Nếu con chết thì mẹ phải sống thế nào đây? Chu Lộ Khiết, cô diễn giỏi quá nhỉ. Mẹ con cô diễn qua diễn lại, diễn xuất đỉnh thế, sao không đi làm diễn viên đi? Cô là thứ đàn bà độc ác, cô muốn chúng tôi sống như nô lệ à? Cô nên xuống địa ngục đi. Bách Vũ, cậu đã thấy rồi đó, chính cô ta đã đẩy Tiểu Khiết. Nếu có chuyện gì xảy ra với con gái tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Xin lỗi Lộ Khiết đi. Tại sao chứ? Vì cô vừa đẩy cô ấy. Anh bị đuôi à? Cô ta cố tình té ngã, tôi không hề đẩy cô ta. Chị Hạ Mễ, tại sao chị lại vu oan cho tôi như vậy? Ý chị là tôi cố ý tự làm tổn thương mình để vu khống cho chị à? Chuyện như thế này chỉ có người phụ nữ vô học mới làm ra chuyện như vậy. Tôi nói cho cô biết, nếu cô dám làm tổn thương con gái tôi, gia đình Chu của chúng tôi nhất định không để yên cho cô. Nói lại lần nữa, xin lỗi đi. Tôi không đẩy cô ta, tôi sẽ không xin lỗi. Anh Bách Vũ, thôi nào, im miệng. Giang Bách Vũ, anh thật sự là một người mù tâm, và còn mù mắt hơn nữa. Hãy ở đây với người tình của anh đi. Hạ Mễ. Anh Bách Vũ, lưng em đau quá. Anh có thể, tôi sẽ gọi bác sĩ đến xem, tôi còn việc tôi đi trước đây. Anh Bách Vũ. Giang Bách Vũ, anh chính là một kẻ khốn nạn. Bà nội, con muốn về nhà. Nội có thể phái người đến cổng đường Tây Hoa đón con không? Hạ Mễ, cô đi đâu vậy? Cô chủ đã trở về. Chào mừng cô chủ về nhà. Có gì đáng khóc đâu. Lúc đầu con không phải vì báo ân mà cố gắng lấy tên Giang Bách Vũ. Bà đâu có muốn đâu, nhưng con cứ không nghe. Giờ thì hối hận. Bà nội, con xin lỗi, con biết mình đã sai rồi. Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa. Chẳng qua chỉ là một người đàn ông mà thôi, con là tiểu thư nhà họ Hạ. Bao nhiêu đàn ông mơ ước về con. Sắp tới, bà nội sẽ tìm cho con người anh chàng đẹp trai, mỗi người đều hơn hẳn tên họ Giang kia. Tên họ Giang còn có mặt mũi gọi điện đến nữa à? Bà nội bây giờ sẽ cho người tìm trai đẹp cho con. Bà nội, lúc này con không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm.
Con muốn dùng những kỹ thuật, phục chế di vật của ông nội dày, phát huy phát triển nó, chuẩn bị tốt để tiếp quản gia đình chúng ta. Tốt, tốt lắm. Con đã nên nghĩ như vậy từ trước rồi. Dù cho tên Giang Bách Vũ kia có là đồ khốn, nhưng mẹ chồng Lam Tâm của con thực sự rất tốt với con một cách chân thành. Bà nhớ sinh nhật cô ấy sắp tới rồi. Con cũng nên thể hiện chút tâm ý. Con biết rồi bà nội. Chị Hạ Mễ, chị cũng đến mua túi à? Ừm. Chị Hạ Mễ thích chiếc túi nào? Là cái này cô Chu. Chị Hạ Mễ, chị từ một làng nhỏ đến. Có thể không hiểu rõ về các thương hiệu xa xỉ. Ở đây để mua túi, phải tiêu dùng đạt trên 10 vạn. Mới có tư cách mua hàng, chị có không? Tôi tất nhiên là có. Chị Hạ Mễ, chị tiêu tiền của anh Bách Vũ. Thật sự không hề khoan nhượng. Anh ấy là chồng tôi. Tiền của anh ấy, tôi muốn tiêu như thế nào thì tiêu. Từ bao giờ đến lượt, người ngoài cuộc như cô lại được xen vào. Hãy quẹt thẻ đi. Đây là thẻ của anh Bách Vũ phải không? Ban đầu cô cứ không chịu rời bỏ anh ấy. Chẳng phải vì tiền của anh ấy sao? Làm ơn nói với cô Chu này. Tên chủ tài khoản của thẻ này là ai? Chủ tài khoản là cô Hạ Mễ. Số dư trong thẻ này là bao nhiêu? Xin trả lời cô Chu, số dư trong thẻ của cô Hạ Mễ tổng cộng là 1.560.000.000. Cô Chu, số dư trong thẻ của cô có lẽ không đến 500.000.000. Làm ơn từ nay, đừng dùng sự ngu ngốc của cô để chứng tỏ mình trước mặt tôi nữa. Thật sự quá kém cỏi. Như một kẻ hề. Cô kiêu ngạo cái gì? 3 năm trước, nếu không vì mẹ tôi, buộc tôi đi nước ngoài. Làm sao có chuyện thay thế của cô? Có lẽ cô Chu vẫn chưa biết rằng cô chỉ là người thế thân với Bách Vũ nhà tôi. Người được hứa hôn từ bé là chị gái cô. Thật đáng tiếc chị gái cô đã qua đời sớm, cô mới có cơ hội tiếp xúc với Bách Vũ. Nên nhớ, sau này đừng nói chuyện về việc cô là người chính thức, mà cô chính là người thay thế. Mẹ. Dì à, dì đã trở về nước rồi à? Con nhớ dì quá. Nghe mẹ con nói, sắp đến sinh nhật dì rồi, nên hôm nay, con đã đặc biệt đến đây chọn quà. Thật là đúng lúc, gặp được chị Hạ Mễ, chúng con chỉ trò chuyện vài câu thôi. Dì à, dì muốn mua gì, con sẽ tư vấn cho dì. Tôi đến mua túi cho con dâu tôi. Cô ấy thường tiết kiệm, khiến một số người nông cạn, đùa cợt chế giễu. Đúng vậy, dì ơi, chị Hạ Mễ này, thường rất tiết kiệm, và không thích ăn mặc, con dâu của Lan Tâm tôi. Chú trọng đến vẻ đẹp bên trong, cô ấy chỉ cần quấn một tấm khăn, cũng quá đẹp đến nỗi không thể rời mắt. Thưa phu nhân, chiếc túi mà bà đặt đã về hàng rồi, cảm ơn. Nào, Hạ Mễ, cầm cái mà mẹ tặng cho con đi, con cũng đừng chỉ lo mua cho mẹ, bây giờ nhiều người rất phù phiếm. Nhìn túi xác nhận người, người ta có cái này, con cũng phải có. Cảm ơn mẹ. Mẹ ơi, đây là món quà sinh nhật con chọn cho mẹ. Ồ, đẹp quá, sau này tôi nhất định phải cứ mang cái túi này. Do con dâu tôi mua, với tấm lòng nặng trĩu. Đi thôi, cùng mẹ đi nhà Châu, tham gia tiệc khánh thành sửa chữa di vật. Hai giờ đồng hồ, quá ngạo mạn. Dù là những người sửa chữa hàng đầu, cũng cần ít nhất vài ngày, thậm chí là vài tháng. Cô gái trẻ, cô thật là ngạo mạn. Cô nói thật à? Tất nhiên rồi, nếu sửa hỏng, tôi sẽ đền bù gấp đôi theo giá thị trường. Được. Phòng sửa chữa ở lầu trên, mời theo tôi. Chủ nhà Châu, vì chị Hạ Mễ muốn sửa chữa, tại sao không để cô ấy sửa chữa ngay tại chỗ? Như vậy cũng tốt, có thể để chúng ta mở rộng tầm nhìn. Đúng không? Không vấn đề gì, vậy phiền chủ nhà Châu cử người mang dụng cụ sửa chữa xuống đây nhé. Được. Trời ơi, bức tranh bị ướt hết rồi. Còn dùng được nữa không? Nếu không có khả năng sửa chữa, thì đừng có tỏ ra ngầu lòi. Người ta gọi đến để phục chế bức họa, làm sao cô ấy có thể hủy hoại nó? Chủ nhà Châu, bức họa cổ đã được phục chế xong. Đẹp.
Đẹp quá. Cô thật sự lấy lại được bức tranh này à? Ngài có thể sử dụng thiết bị để kiểm tra. Trời ơi, điều này đơn giản là không thể tưởng tượng. Cô ấy làm thế nào mà làm được? Chỉ trong 2 giờ, bức tranh bị hỏng nặng như thế này mà lại được phục hồi tốt đến vậy. Thật sự là một tay phục hồi thiên tài. Xin hỏi cô học từ ai? Nghệ nhân phục chế nổi tiếng Hạ Lão Gia là sư phụ của tôi. Ồ, vậy cô là đệ tử của sư phụ Hạ à? Không có gì đáng ngạc nhiên khi có tài năng như vậy. Cô Hạ, tôi mời cô một ly. Sau này nếu có bất cứ chuyện gì cần đến tôi, chỉ cần cô nói, tôi sẵn lòng giúp đỡ cô. Không ngần ngại chi. Chủ nhà Châu khách sáo quá. Đừng tự mãn, các người cứ chờ xem. Phu nhân Tần, cô cũng đến rồi à? Chị Hạ Mễ, chị nhìn chăm chú như vậy, không biết chị có hiểu không? Các vị, chào mừng các vị tham gia lễ hội phục chế di vật do gia đình Châu tổ chức. Lần này mời các vị từ mọi lĩnh vực đến tham dự. Hy vọng có người giúp ông Châu hoàn thành một nguyện vọng. Bức họa này từ cuối đời Minh đầu đời Thanh là một trong 4 bức họa chân thực của Vương Kiểm. Chị là bị hư hỏng nghiêm trọng. Tôi sẵn lòng trả giá 30 triệu. Tìm được người có khả năng phục chế bức tranh cổ này. Bức tranh này hư hỏng nặng như vậy, làm sao có thể phục chế được? Đúng vậy, cho dù là thánh thủ phục chế, sư phụ Hạ có đến nữa, cũng không thể sửa được. Muốn sửa bức tranh này, không khó lắm đâu. Cô gái trẻ, sự ngây thơ không sợ hổ là tốt, nhưng cần phải biết đến chừng mực. Đúng vậy, đây là tác phẩm chính của Vương Kiệt, bị hư hại nghiêm trọng như vậy, ngay cả chuyên gia sửa chữa hàng đầu cũng khó mà sửa chữa. Cô còn dám nói mấy cái lời khoác lác này, nếu như chị Hạ Mễ cũng dám nói như thế, thôi thì cứ để chị ta thử xem sao. Đúng vậy, cứ cho cô ấy thử một lần xem sao. Cô cần bao nhiêu ngày? 2 giờ là đủ. Tại sao cô không nghe điện thoại? Tôi không muốn nghe. Bà nội tôi không thấy cô về nhà, luôn lo lắng. Cô, tôi biết rồi. Chúng ta hãy về nói chuyện. Ngày đó tôi ở trong bệnh viện, thái độ với cô không tốt. Đây là một chút bồi thường cho cô, mật khẩu là ngày sinh của cô. Cầm lấy đi, ngoài có cái này ra, tôi cũng không thể đưa ra cái khác. Giang Bách Vũ, điều tôi muốn không bao giờ là tiền của anh. Tại sao tôi lại trong vòng tay anh? Là do cô giữa đêm tự đến, cuộn vào lòng tôi thôi, đẩy mãi không ra. Không thể nào. Lần sau nhé, tôi nhất định sẽ quay lại bằng điện thoại cho cô xem, đỡ cho cô chối cãi. Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài một chuyến, trước bữa tối tôi sẽ về. Ừm, được. Chú ý an toàn nhé, có chuyện gì thì gọi cho tôi. Ừ. Cô Hạ phải không? Đi theo chúng tôi một chút, anh định làm gì? Có một bức tranh cổ, cần cô giúp phục chế lại. Cô yên tâm đi, chúng tôi đều là người tốt. Về giá cả, tôi sẽ trả cho cô theo giá thị trường. Vậy anh hãy mang bức tranh đến nơi làm việc của tôi. Cậu nói nhiều với cô ta làm gì? Cứ dắt đi thôi. Cô ngồi yên đó cho tôi. Tên đầu chọc lái xe đi. Nhanh lên. Nhanh lên, đi thôi. Làm gì mà lề mề thế? Đừng để người ta nhìn thấy. Đứng sang chỗ kia. Cô Hạ, cô xem giúp anh em tôi, mất bao lâu để sửa xong bức tranh này? Ít nhất 3 ngày. Được. Tôi cho cô 3 ngày. Tập trung vào việc sửa chữa bức họa này, nếu dám làm cho gì đó, đừng trách chúng tôi không lịch sự với cô. Đi thôi.
Tôi đã hoàn thành việc sửa chữa bức tranh. Tôi có thể đi ngay bây giờ không? Nhìn da thịt trắng nõn của cô kia khiến tôi thấy ngứa ngáy quá. Ha ha ha. La lên đi. Sao không la lên nữa? Ha ha ha. Ở nơi hoang vắng này, dù có la hét đến rách cả cổ họng, cũng chẳng ai đến cứu cô đâu. Ha ha ha. Các người muốn làm gì? Cút đi. Cứu mạng. Cứu mạng. Cuối cùng anh cũng đến à? Ném súng qua đây. Nếu không tôi sẽ giết cô ta. Các người bình tĩnh, bình tĩnh. Ít nói lại. Leo qua đây, nếu không tôi sẽ giết cô. Gã gầy. Hãy vứt khẩu súng của ngươi xuống. Sợ hãi phải không? Không sao. Nếu có chuyện gì thì phải làm sao? 2 ngày tới tôi sẽ chuyển ra khỏi nhà bà. Anh cứ tìm một lý do bất kỳ. Tôi sợ bà ấy lo lắng. Được. Thiếu phu nhân, Giang Tổng uống nhiều rồi. Cứ gọi tên cô mãi. Tôi sẽ đến ngay. Cảm ơn anh. Không sao. Cô chủ tiểu thư, Giang Tổng uống nhiều rồi, e rằng không thể tiếp đón cô được. Thật đúng lúc. Tôi sẽ chăm sóc anh ấy, anh có thể về trước. Nào anh Bách Vũ, uống nước đi. Cô đến đây làm gì? Em nhớ anh quá nên. Đến thôi. Anh không trách em chứ? Tôi say rồi. Tôi không thể tiếp đón cô. Cô về trước đi. Đã khuya rồi. Cô ở đây cũng không phải chuyện. Em không ngại đâu. Tôi không đồng ý. Anh Bách Vũ thế này nhé. Em sẽ đỡ anh đi tắm trước. Sau khi anh tắm xong và ngủ rồi, em sẽ rời đi. Không cần. Các người. Chị Hạ Mễ, chị đến đây làm gì? Là tôi làm phiền các người rồi. Hạ Mễ, nghe tôi nói. Hạ Mễ, anh Bách Vũ. Nãy giờ cố ý đúng không? Không phải đâu anh Bách Vũ. Em cũng không biết tại sao chị Hạ Mễ lại đến đúng lúc như vậy. Em chỉ vô tình thôi. Đủ rồi. Tôi chỉ là say rượu thôi, chứ tôi không ngu. Cô về đi. Chị Hạ Mễ, chúng ta có thể nói chuyện được không? Được. Không ngờ anh Bách Vũ lại lãng mạn thế. Ngay từ sáng sớm, đã phái người tới tặng hoa cho tôi. Tôi và anh Bách Vũ là bạn thân từ nhỏ. Từ bé anh ấy đã rất chiều chuộng tôi. Cô Chu, hãy đi thẳng vào vấn đề được không? Cô Chu, hãy đi thẳng vào vấn đề được không? Tôi rất bận. Không có thời gian nghe cô nói nhảm. Có vẻ như chị Hạ Mễ không phải là không có tính khí. Chỉ là trước mặt anh Bách Vũ, cô thật sự biết cách giả vờ. Tôi là vợ của Giang Bách Vũ. Cô đột nhập vào nhà tôi vào ban đêm, ôm chặt chồng tôi rồi cắn. Tôi không tạt cà phê vào mặt cô, là vì tôi có giáo dục. Cô Chu đừng tỏ ra kiêu ngạo. Thật sự rất sợ hãi. Chị Hạ Mễ à, cư xử của chị, thật sự giống một con hổ cái đó. Ở đây là 20 triệu. Tôi muốn chị sớm rời khỏi Giang Bách Vũ. Tấm xét này, cô hãy hỏi ý kiến cha cô, khi cần tiền. Có vẻ đã phải nói không ít nhỉ, cả gia đình cô đều biết cô làm kẻ thứ ba, thật là một gia đình kỳ quặc.
có tiền thì đã làm được gì? Dù có nhiều tiền đến mấy cũng chẳng giấu được bản chất xấu xa của các người. Cô nói bậy bạ. Cầm lấy tiền của cô đi, cút xa bao nhiêu thì cút bấy nhiêu. Đừng có mà làm mất mặt. Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt. Cô xứng đáng lắm. Cô dám đánh tôi. Dừng lại. Dừng lại. Anh Bách Vũ. Các người đang làm gì vậy? Em định tìm chị Hạ Mễ. Giải thích một chút về chuyện hôm qua. Nhưng mà chưa nói được mấy câu. Cô ấy đã mắng em. Cô ấy còn đánh em nữa. Cổ làm sao bị thương vậy? Đau không? Là do cô ta làm tổn thương à? Em không có. Là chị Hạ Mễ hiểu lầm tôi. Anh Bách Vũ. Anh phải tin em. Anh Bách Vũ. Anh Bách Vũ, anh. Các người. Anh không đi đuổi theo cô ta à? Giúp tôi trông chừng Chu Lộ Khiết, đừng để cô ta tự tử nữa. Cô ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn, tôi đưa cô đi ăn. No rồi. Tôi muốn nói về chuyện tối qua, là một sự hiểu lầm, cô tin không? Là do tôi đến không đúng lúc, làm phiền các người rồi. Hạ Mễ. Thứ đàn bà Hạ Mễ đó. Cô ta dám đánh con. Và có cả Giang Bách Vũ, còn giúp đỡ thứ đàn bà đó nữa. Mẹ ơi! Mẹ nhất định phải giúp con, trả mối thù này. Con gái cưng của mẹ, con cứ yên tâm, mẹ chắc chắn sẽ không bỏ qua, thứ đàn bà đê tiện đó. Mẹ! Mẹ đã có cách đối phó với cô ta rồi à, con gái? Hạ Mễ không phải là chuyên gia phục chế tranh cổ sao? Phục chế tranh cổ? Điều quan trọng nhất với cô ta là gì? Đôi tay. Nếu Hạ Mễ mất đi đôi tay này, mẹ nghĩ đó sẽ đau đớn hơn cả cái chết. Nếu vậy thì con có một người phù hợp nhất để làm việc này. Đây là một nửa số tiền, sau khi xong việc, tôi sẽ trả nửa còn lại cho anh. Cô yên tâm. Cái tên đó khiến tôi bị cảnh sát truy nã. Tôi cũng muốn giết cô ta. Rất tốt. Vậy tôi sẽ đợi tin tốt từ anh. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố ý. Đây là một ít tiền coi như tiền thuốc men. Ai là người làm cô ấy bị thương? Người đó đâu? Giang Tổng. Nghe ông chủ tiệm và khách hàng nói. Là một người giao hàng. Nhưng người đó đã bỏ trốn rồi. Hãy tìm cho tôi. Đào sâu ba thước. Cũng phải tìm ra người đó cho tôi. Vâng, Giang Tổng. Bác sĩ nói ca phẫu thuật rất thành công. Chỉ cần. Nhưng đôi tay này của tôi không thể phục chế tranh cổ nữa. Có tôi ở đây, đừng sợ. Cút đi. Anh chẳng biết gì cả. Đôi tay này đối với tôi có ý nghĩa như thế nào không? Cả ngày nay em chưa ăn gì. Em muốn ăn gì, tôi sẽ đi mua cho em. Nghe lời, ăn thêm chút được không? Tỉnh rồi. Không sốt nữa. Em có đói không? Muốn ăn gì? Tôi sẽ nhờ người mua cho em. Tôi muốn ăn sầu riêng. Được. Tôi sẽ đi mua cho cô. Ừ. Tôi muốn ăn sầu riêng. Được. Tôi sẽ mua ngay bây giờ. Đã mua rồi. Anh cho tôi ăn.
anh cũng ăn một miếng đi. Tôi... Những thứ tôi thích ăn thì anh cũng phải ăn. Như vậy tâm trạng của tôi sẽ tốt hơn, thật á. Ừ. Cô định làm gì thế? Tôi đi vệ sinh. Tôi sẽ bế cô đi. Này này, hãy để tôi xuống. Tôi có thể tự đi mà. Một là tự chăm sóc bản thân thật tốt, hai là ngoan ngoãn nghe lời tôi. Hãy để tôi chăm sóc cô. Giang Tổng. Tôi có việc ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay. Hóa ra người làm tổn thương Hạ Mễ là ông, nếu không phải vì con đàn bà đó. Tôi đã không bị cảnh sát truy nã, tôi muốn giết cô ta. À. Tay tôi. Đau. Vậy là ông cũng biết đau à? Lúc đầu. Khi ông kẹp tay Hạ Mễ vào cửa, ông có nghĩ đến việc cô ấy đau không? Đau. Xin anh, hãy tha cho tôi lần này. Ngủ đi rồi mơ. Hãy xử lý ông ta. Vâng, Giang Tổng. Hạ Mễ, những vết thương em gặp, tôi sẽ bắt họ trả lại tất cả cho em. Bóng lưng này là của ai? Tại sao Hạ Mễ lại trân trọng bức ảnh này đến vậy? Phải để dưới gối. Chẳng lẽ... Anh Ngọc Dương? Chẳng lẽ bóng lưng trong bức ảnh này là anh Ngọc Dương của cô ấy? Tôi đã gửi cho cậu bức ảnh. Tôi muốn biết người trên ảnh, trong thời gian ngắn nhất, là ai? Cô Hạ Mễ, cô có đánh rơi thứ gì à? À, cho tôi hỏi. Cô có nhìn thấy một tấm ảnh, chụp từ phía sau không? Từ tối qua đến giờ, chỉ có Giang Tổng đã đến phòng cô. Cô có thể hỏi anh ấy. Có chuyện gì vậy? Có phải có chuyện gì xảy ra không? Bức ảnh đâu? Bạn lấy rồi à? Trả lại tôi, bức ảnh chụp phía sau đó. Chính là Ngọc Dương của cô à, ảnh đâu? Hạ Mễ, cô quan tâm đến anh ta đến vậy sao? Buông tôi ra, cô yêu anh ta lắm à, anh làm tôi đau. Cô, các người đang làm gì vậy? Cô làm sao lại đến đây? Em nghe nói chị Hạ Mễ bị thương, đặc biệt đến thăm. Anh Bách Vũ, chị Hạ Mễ, các anh chị có chuyện gì? Cãi nhau vậy? Không. Chúng tôi chỉ đang nói chuyện mà thôi. Anh Bách Vũ, đừng giận chị Hạ Mễ nữa. Tay chị ấy bị thương, tâm trạng chắc chắn không tốt. Anh hãy bao dung hơn với chị ấy đi. Chị Hạ Mễ, tôi biết chị không vui. Nhưng, chị cũng không nên giận anh Bách Vũ. Anh ấy những ngày này ở bệnh viện, chăm sóc chị vất vả lắm. Chị như thế này, thực sự là quá vô lương tâm. Hạ Mễ, tôi nghĩ chị nên nói với anh Bách Vũ. Chuyện giữa vợ chồng tôi có liên quan gì đến cô? Từ bao giờ đến lượt, người ngoài cuộc như cô xen vào, tôi. Anh Bách Vũ, em chỉ là... Hạ Mễ, đừng quá đáng. Cút đi. Anh Bách Vũ, dáng vẻ của chị Hạ Mễ, thật sự là đáng sợ quá. Hạ Mễ, biến đi. Anh Bách Vũ,
chị Hạ Mễ chắc chắn là đã điên rồi, hay là chúng ta ra ngoài trước, hãy để chị ấy một mình bình tĩnh lại. Đi thôi. Á. À. Xin chào. Bệnh nhân tên Hạ Mễ, nằm ở giường bệnh này. Cô ấy đã xuất viện, sáng sớm nay đã đi rồi. Cảm ơn cô. Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Lập tức phái người đi tìm Hạ Mễ. Kiểm tra camera giám sát của bệnh viện, tôi muốn biết trong thời gian ngắn nhất, cô ấy cuối cùng đã đi đâu? Người đâu? Giang Tổng. Tất cả camera có thể thấy được phu nhân. Tất cả đều bị xóa một cách có chủ ý. Bà nội. Bà đừng buồn nữa. Con không sao. Con là cháu gái cưng của bà. Con là cô chủ nhỏ của nhà họ Hạ. Nhưng bây giờ lại bị thương nặng như thế này. Là lỗi của bà không bảo vệ con tốt. Bà nội. Bà đừng nói vậy. Chỉ là đôi tay này. Có lẽ con sẽ không bao giờ có thể phục chế tranh cổ nữa. Con xấu hổ với ông nội, ngốc à. Cái gì xấu hổ với không xấu hổ, bà sẽ tìm cho con. Bác sĩ giỏi nhất để chữa trị, nhất định phải làm cho tay con, hồi phục như cũ. Giờ con đã về rồi. Bà nội. Bà nội sẽ không bao giờ để con trở lại bên cạnh Giang Bách Vũ nữa. Anh ta chỉ làm tổn thương con. Con cũng không có ý định quay lại nữa. Con cứ ở nhà chăm sóc vết thương trên tay đi. Đợi khi nào khỏi hẳn, bà nội sẽ tổ chức một bữa tiệc. Để mọi người biết rằng, con là đại tiểu thư của gia đình họ Hạ. Đừng nôn nóng, bác sĩ không phải đã nói rồi sao, bàn tay của con cần thời gian dài mới có thể hồi phục được. Đừng nóng lòng trong lòng, từ từ thôi. Giang Tổng, có phải có tin tức của Hạ Mễ không? Không có, phía họ Hạ gửi thiệp mời đến, mời tất cả các nhân vật nổi tiếng trong giới thương nhân và các nhân vật nổi bật khác tham dự. Anh có đi không? Tiệc của nhà họ Hạ. Tất nhiên là phải đi. Người kia hình như là chị Hạ Mễ. Anh Bách Vũ, anh đã tốn biết bao công sức để tìm chị ấy bấy lâu nay, nhưng chị ấy lại sống vui vẻ thế nhỉ? Chúng ta vào đi. Chị Hạ Mễ, không ngờ thật sự là chị. Chị biến mất bấy lâu nay. Không ngờ rằng, lại gặp được chị ở đây. Từ từ. Chị nói xem, chúng ta đã lâu không gặp. Hãy cùng nhau trò chuyện đi chứ, tôi và cô thân nhau lắm sao? Ôi da, cái tay này của chị, chắc là đã gần hồi phục hoàn toàn rồi nhỉ, nhưng mà... Đôi tay này còn có thể phục chế tranh cổ không? Đôi tay thông minh và tài giỏi. Lại bị phế đi như vậy. Thật đáng tiếc. Chị có thể đến tham dự buổi tiệc tối của giới thượng lưu hôm nay. Chắc hẳn là với tư cách. Một chuyên gia về phục chế tranh cổ. Tham gia à? Có liên quan gì đến cô không? Chị đã bị hủy hoại bàn tay rồi. Vẫn còn dám đến dự bữa tối nay à? Nếu tôi là chị, tôi sẽ tìm một cái hang để bỏ vào rồi. Chu Lộ Khiết, cô dừng lại được chưa? Chị Hạ Mễ. Chị là người kế nhiệm tài năng phục chế tranh cổ. Nếu sư phụ của chị biết điều này, người môn đệ mà ông ta tự hào, giờ đến tay cũng hỏng mất rồi, e rằng sẽ chết không nhắm mắt. Chị dám đánh tôi? Đánh thì đánh, đánh cô còn chọn ngày nữa à? Á, Chu Lộ Khiết, tôi đã nhẫn nhịn đi nhẫn nhịn lại. Đó là vì sự kiên nhẫn của tôi. Không có nghĩa là tôi cho phép cô tự do xúc phạm tôi. Anh Bách Vũ, chị Hạ Mễ thật sự quá đáng. Em chỉ là vì quá vui mừng khi gặp chị ấy, muốn hỏi thăm về tình hình phục hồi của bàn tay. Không ngờ chị ấy lại...
Cô đã đi đâu trong thời gian qua? Cô biết tôi đã tìm cô khắp nơi chứ? Tôi đi đâu là quyền tự do của tôi. Tay của cô. Thế nào rồi? Tôi là nói chị Hạ Mễ. Sao lại cố tình làm mất tích vậy? Hóa ra là đã có vệ sĩ cao cấp bảo hộ rồi. Tôi tên là Thẩm Nhật Duệ, là bạn thân, và cũng là bác sĩ riêng của cô ấy, Thẩm Nhật Duệ. Thiếu gia nhà họ Thẩm. Người thừa kế duy nhất của nhà họ Thẩm, thiếu gia Thẩm. Từ khi nào, anh trở thành bác sĩ riêng của người khác thế? Giang Tổng đã nói đùa rồi, tôi học y khoa mà. Có thể chữa trị là vinh dự của tôi. Tôi đang nghĩ chị Hạ Mễ. Sao bây giờ tính tình lại nóng nảy thế nhỉ? Hóa ra có thiếu gia nhà Thẩm đỡ đầu. Có vẻ như mối quan hệ giữa chị Hạ Mễ và thiếu gia Thẩm không đơn giản đâu nhé. Tôi và thiếu gia Thẩm chỉ là bạn bè. Còn cô thì sao? Tiểu Tam rẻ rách. Cô, Thẩm Nhật Duệ, Hạ Mễ là vợ của tôi. Anh ôm cô ấy như thế, không phải là không phù hợp sao? Giang Tổng đúng là người hay quên. Nếu tôi nhớ không lầm, anh và Hạ Mễ đã ly hôn rồi phải không? Anh Bách Vũ. Thật à? Anh thật sự đã ly hôn với Hạ Mễ rồi à? Là cô nói cho anh ta biết đấy à? Chẳng phải vậy sao? Giang Tổng, hiện giờ là tự do. Ai cũng có quyền theo đuổi cô ấy. Tôi nghe nói, gia đình Thẩm sẽ liên kết với gia đình Hạ, dính dáng với người phụ nữ khác như vậy. Không sợ làm hỏng quan hệ giữa hai gia đình sao? Anh nói đúng. Gia đình Thẩm và Hạ quả thực có một hôn nhân. Chẳng lẽ anh vẫn chưa biết cô ấy? Cảm ơn mọi người dành thời gian quý báu tham gia bữa tiệc này. Hôm nay mời mọi người tụ tập. Thực ra, điều quan trọng nhất là tôi muốn giới thiệu cháu gái của tôi cho mọi người biết. Cô chủ nhỏ nhà họ Hạ vốn bí ẩn. Người đã gặp cô ấy rất ít. Hôm nay cuối cùng cũng có thể thấy được dung nhan thật của cô ấy rồi. Nhà họ Hạ đã tổ chức bữa tiệc tốn kém này để giới thiệu cô Hạ tiểu thư cho chúng ta. Có vẻ như họ muốn cô ấy tiếp quản công ty gia đình. Tại sao cô Hạ tiểu thư vẫn chưa xuất hiện nhỉ? Tôi không thể chờ đợi được nữa. Bây giờ, xin mời cháu gái của tôi, Hạ Mễ, lên đây nói vài lời với mọi người. Làm sao có thể? Sao Hạ Mễ lại là tiểu thư nhà họ Hạ? Hóa ra Giang Tổng vẫn chưa biết danh tính thật của Hạ Mễ. Hạ Mễ là đại tiểu thư nhà họ Hạ và cũng là người thừa kế gia đình họ Hạ. Từ bây giờ, cô ấy sẽ chính thức gia nhập tập đoàn Hạ Thị và dần dần nắm quyền kiểm soát gia tộc Hạ. Hy vọng mọi người sau này đồng lòng, hãy chăm sóc thật tốt. Hạ Mễ, cô giấu giếm thật kỹ nhỉ? Không ngờ cô lại là tiểu thư nhà họ Hạ. Buông tay, đừng tưởng có nhà họ Hạ chống lưng cho cô có thể ngạo mạn lên mây. Theo tôi thấy, cô chỉ là một kẻ vô dụng. Cô đã ly hôn với anh Bách Vũ, mà còn đu bám dai dẳng với anh ấy nữa. Thật là không biết xấu hổ. Dù tôi và Giang Bách Vũ ly hôn, anh ấy vẫn không muốn cưới cô. Nhà họ Chu cũng là một dòng họ lớn. Cô cứ lẽo đẽo theo đuôi một người đàn ông như vậy, không thấy xấu hổ à? Tiện nhân, cô nói ai không biết xấu hổ? Cô dám đánh tôi? Tôi khuyên cô nên suy nghĩ kỹ, đây là địa bàn của ai? Chờ đã. Đây là thứ cô đã luôn tìm kiếm phải không? Làm sao cô có được bức ảnh này? Cô không cần biết điều này. Đưa tôi tấm hình. Có vẻ cô rất quan tâm đến tấm hình này. Để tôi đoán xem, người đàn ông trong bức hình này là ai nhỉ? Người yêu cũ? Người tình? Hay là... Tôi nói lại một lần nữa, đưa cho tôi bức ảnh. Được thôi. Chỉ cần cô quỳ xuống và van xin tôi, tôi sẽ trả lại cho cô. Đừng quá đáng quá. Sao nào? Không đồng ý à? Tôi chỉ cho cô 5 giây để suy nghĩ. Tôi sẽ đếm đến 5. Nếu cô không quỳ xuống, tôi sẽ xé tan tấm ảnh này.
Cô dám à? 2 3 4 5 Chu Lộ Khiết. Cô dám đánh tôi? Cô dám đánh tôi? Á? Anh Bách Vũ, cứu tôi. Tôi đang ở trong tình huống gì vậy? Tôi nói lại một lần nữa, đừng ép tôi. Hạ Mễ, anh Bách Vũ, cô ấy. Anh đến đúng lúc, cho anh trực tiếp chứng kiến. Hạ Mễ, đừng đi. Anh Bách Vũ. Anh Bách Vũ. Anh Bách Vũ cứu em. Cô cứ đợi ở đây, tôi sẽ gọi người qua. Anh Bách Vũ. Cô đứng lại. Hạ Mễ, cô đứng lại. Giang Tổng có chuyện gì vậy? Tại sao lại chặn tôi? Tại sao lại bỏ đi không một lời từ biệt? Giang Tổng thực sự rất được lòng phái đẹp nhỉ? Không, cái này tôi có thể giải thích, không cần đâu. Chúng ta đã ly hôn rồi. Vậy nên, bất kể anh có mối quan hệ mập mờ với người phụ nữ nào, đều không liên quan đến tôi. Hạ Mễ, hãy bình tĩnh, hãy nghe tôi nói, được không? Buông ra. Em không phải lúc nào cũng rất bình tĩnh sao? Tại sao lại làm ầm ĩ vô lý thế này? Giang Bách Vũ, tôi có phải là người không lý do mà gây sự không? Anh đã quên rồi sao? Lần trước anh và Chu Lộ Khiết có quan hệ mập mờ. Cô ta đã giả vờ diễn tuồng, nhưng anh cứ ép tôi phải xin lỗi cô ta. Cuộc hôn nhân này cũng là do anh ép tôi ly hôn. Hạ Mễ, nghe tôi nói này. Buông ra. Tôi bảo anh buông ra, buông ra, buông ra. Buông tôi ra. Vậy là em cũng biết giận hả? Nhìn em giận thế này. Tôi rất thích. Điên à? Để tôi qua đi. Tôi đề xuất ly hôn. Là vì trong 3 năm qua, tôi nghe thấy em trong mơ thường xuyên gọi tên Ngọc Dương. Tôi muốn giải thoát cho em. Em có biết không? Khi tôi đề nghị ly hôn, tôi đau khổ biết nhường nào. Anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Lần trước anh và Chu Lộ Khiết, tôi cố ý làm thế để em thấy, mục đích là để ép em ký vào. Hạ Mễ, em biết không, một người đàn ông nghe thấy vợ mình trong mơ gọi tên người đàn ông khác, cảm giác trong lòng tôi sẽ thế nào? Anh đi cùng tôi đến một nơi. Đây là anh Ngọc Dương. Anh ấy đã chết rồi. Hạ Mễ, em luôn chân thành và nghiêm túc, nhưng giờ lại để bảo vệ Ngọc Dương của em mà nói dối. Trong 10 dặm 8 thước, không hề có một người tên là Ngọc Dương.
Hạ Mễ. Xin lỗi, là tôi sai. Chúng ta hãy quay về, ở đây lạnh quá. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì lớn xảy ra à? Bà nội được đưa đến bệnh viện rồi, chúng ta hãy đi ngay lập tức. Đi thôi. Ôi! Được rồi, tôi biết rồi, tôi đang ở bệnh viện. Được như vậy thôi. Thôi không nói nữa. Anh Bách Vũ, cô đến đây làm gì? Em nghe nói bà nội anh ốm nhập viện. Tới thăm bà ấy. Bà nội. Ôi Hạ Mễ. Đã lâu không gặp. Nghe Bách Vũ nói. Con đi công tác. Bà nội, sức khỏe của bà thế nào rồi? Ai ra, bà nội già rồi. Cái thân này, giống như tờ giấy. Chỉ chút gió thổi, là cảm ngay. Cô đến làm gì? Bà nội, con nghe nói bà bị ốm. Nên con vội đến thăm bà. Tôi vẫn khỏe mạnh. Tôi mỗi khi nhìn thấy cháu dâu tôi là không còn bệnh tật gì nữa. Mẹ à, việc cô ấy làm cũng chỉ là quan tâm mẹ mà, gia đình chúng ta và họ đã quen biết nhau từ lâu. Hơn nữa, Bách Vũ và Lộ Khiết cũng là mối quan hệ tình nhân mà. Với lại, Bách Vũ và Hạ Mễ đã ly hôn. Vừa đúng lúc Lộ Khiết cũng trở lại. Theo ý kiến của con, hãy chọn một ngày để Bách Vũ cưới Lộ Khiết. Ba nói bậy bạ gì thế? Cái gì chứ? Họ đã ly hôn rồi. Bà nội, bà vẫn chưa biết à? Anh Bách Vũ và chị Hạ Mễ đã ly hôn từ lâu rồi. Hạ Mễ à, có thật như vậy không? Bà nội, con. Mẹ ơi, mẹ định làm gì thế này? Con nghĩ đây là chuyện tốt đấy, việc hai nhà Giang và Chu hợp tác chắc chắn sẽ là một câu chuyện hay. Bà nội, đợi khi con và anh Bách Vũ kết hôn xong, con nhất định sẽ hiếu thuận với bà. Tôi khinh. Ai cần cô phải hiếu thuận với tôi, ly hôn thì sao chứ? Ly hôn rồi cũng có thể tái hôn mà. Miễn là tôi còn sống, đừng mơ tới việc gia nhập vào nhà họ Giang chúng tôi. Còn cả anh nữa, tôi cũng biết được, những suy nghĩ của anh rồi, anh chỉ là đang để ý tới, dự án gì đó của nhà Chu phải không? Cút ra khỏi đây cho tôi. Đừng bao giờ phá hoại, chuyện của Bách Vũ và cháu dâu tôi nữa. Nếu cô còn phá hoại họ nữa, tôi sẽ cho cô biết tay. Bà nội, con và anh Bách Vũ là bạn thân từ nhỏ. Yêu nhau đã mười mấy năm nay, bà hãy chấp thuận cho chúng con đi. Chồng ơi, chúng ta đừng ly hôn nữa. Chúng ta tái hôn được không? Dẫu chỉ vì bà nội. Anh trả lời tôi đi. Được thôi. Chỉ cần hai đứa muốn tái hôn, thì thật tuyệt. Cô bé nhà ai đấy nhỉ? Mặt giận dữ như bánh bao vậy. Được rồi, đừng giận nữa nhé. Em vừa nói về việc tái hôn. Có thật không? Em vừa nói về việc tái hôn. Có thật không? Tôi vừa mới chỉ vì bà nội. Không sao, chúng ta sẽ nói chuyện về điều này sau. Đi, tôi đưa em đi ăn. Hạ Mễ, em đi đâu vậy? Em cũng không nghe điện thoại, em biết tôi lo lắng thế nào không? Tôi bị người ta cướp. Điện thoại và ví đều mất rồi. Đừng sợ, có tôi ở đây. Đi thôi, chúng ta về nhà. Chân tôi đau, không đi được.
Giang Bách Vũ. Giá mà chúng ta có thể quay trở lại quá khứ thì tốt biết mấy. Hôm nay ông gọi tôi đến, chắc không phải chỉ để uống cà phê. Tôi muốn cô rời khỏi Giang Bách Vũ. Vì cái gì? Vì tôi là cha anh ấy. 3 năm trước, tôi đã không đồng ý để Bách Vũ cưới cô, dẫu biết giờ cô là tiểu thư nhà họ Hạ. Nhưng gia đình Hạ và gia đình Giang thực sự không thể so sánh được. Chu Lộ Khiết mới là người vợ phù hợp nhất với Bách Huyền. Nói tóm lại, ông vẫn làm mọi thứ vì bản thân ông. Ông nói ông chưa bao giờ coi trọng tôi. Vậy hôm nay, tôi cũng sẽ nói thật với ông. Kể từ khi tôi gả vào nhà họ Giang, tôi chưa bao giờ coi trọng ông. Ông ích kỷ, độc đoán và nhẫn tâm. Vì mục đích, có thể hy sinh bất cứ ai, bao gồm cả người thân của mình. Im miệng đi. Chưa đến lượt cô dạy dỗ tôi đâu. Tôi không dạy dỗ, đây là sự thật. Ông đang tức giận vì xấu hổ, chẳng phải là vì tôi nói đúng sao? Cô. Tôi không cho phép ai động vào Hạ Mễ. Người đàn bà này dám công khai đối xử với tôi như thế, nếu không dạy bảo đúng cách, sau này sẽ còn tệ hơn, nhưng cũng không phải lượt ông ra tay. Đúng rồi. Tôi nói lần cuối, dù là ai dám động vào Hạ Mễ, là đối đầu với Giang Bách Vũ tôi. Mày là đồ nghịch tử. Mẹ à, mọi chuyện đã như vậy, mẹ hãy quản lý chồng mình tốt hơn, nếu ông ta còn dám bắt nạt Hạ Mễ, đừng trách con không lịch sự với ông ta. Không sao, có tôi ở đây rồi. Kết hôn 3 năm. Tôi đã chân thành và hết lòng đối xử tốt với anh. Nhưng cuối cùng, anh vẫn ly hôn tôi. Bây giờ người tình trong mộng của anh đã trở lại. Tôi vẫn phải đấu tranh với cô ta. Cạnh tranh với cô ta. Tôi giống như một người phụ nữ ghen tuông. Tôi thực sự rất mệt. Giang Bách Kiến. Thỏa thuận ly hôn, tôi đã soạn xong rồi. Tài sản chung của vợ chồng, chúng ta chia đôi nhau. Tập đoàn Giang Thị chia làm 2 phần. Một phần cho con trai anh. Và một phần cho con trai tôi. Ký vào đây. Làm sao thế tổng giám đốc? Thường ngày làm việc nhanh như chớp. Hôm nay ký một chữ. Mà ký không nổi à? Hừm. Giang Bách Kiến, cho dù anh có xé bản thỏa thuận ly hôn đi chăng nữa. Ngày mai, tôi vẫn sẽ bảo trợ lý in một bản nữa. Là một người đàn ông. Vậy thì nhanh tay ký vào đi. Đừng kéo dài mà không cần thiết. Cô bị điên rồi à? Tôi không đồng ý ly hôn. Không đồng ý. Được thôi. Sau này chuyện của con trai tôi và con dâu tôi. Anh đừng có xen vào. Nếu không thì, tôi nhất định sẽ ly hôn. Hừ. Tôi không ly hôn đâu. Tiểu thư, có chuyện không hay rồi. Lão phu nhân. Mất rồi. Việc hậu sự của bà nội đã lo xong hết. Có tôi ở đây. Đừng sợ. Tiểu thư, có một số vấn đề ở công ty, cần cô trực tiếp xử lý. Tôi biết rồi. Em muốn tôi đi cùng không?
Không cần. Lần này, tôi nhất định phải tự mình vực dậy gia đình Hạ. Được, nếu có việc gì thì gọi cho tôi. Mọi người nói, tôi đã hiểu sơ bộ. Có nghĩa là, hiện tại tập đoàn Hạ đang rơi vào khó khăn trong việc xoay vốn. Nếu không thể gọi vốn thành công, tất cả dự án của Hạ Thị sẽ bị đình chỉ. Hạ Thị cũng sẽ rơi vào bế tắc. Đúng vậy, cô chủ. Hiện tại, tình hình tài chính của tập đoàn Hạ rất khó khăn. Rất nhiều công ty đã hủy bỏ hợp đồng với chúng ta. Và ngân hàng bây giờ cũng không chịu cho chúng ta vay nữa. Cứ tiếp tục như thế này, tập đoàn Hạ sẽ phá sản mất. Tôi nhất định không để tập đoàn Hạ sụp đổ. Tối đa một tuần, tôi chắc chắn có thể lấy được tài chính. Ý của em là hy vọng gia tộc Giang có thể đầu tư vào gia tộc Hạ. Nếu gia tộc Hạ không tìm được nguồn tài chính nào nữa, khủng hoảng có thể biến thành tuyệt vọng. Vì vậy, tôi chỉ còn cách nhờ cậy anh. Tôi có thể đầu tư vào tập đoàn Hạ hoặc giúp tập đoàn Hạ phục hồi. Nhưng mà tôi có một điều kiện kèm theo. Điều kiện gì kèm theo? Tôi muốn em kết hôn lại với tôi. Tôi không đồng ý. Nếu anh muốn dùng chuyện này để ép tôi, thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Được được rồi. Chúng ta cùng nhượng bộ một bước. Việc tái hôn em cứ suy nghĩ từ từ. Nhưng em phải ngay lập tức chuyển về đây ở. Em yên tâm đi. Chỉ là dọn về ở lại thôi. Những việc khác, nếu em không đồng ý, tôi tuyệt đối không ép buộc em. Đó là điều kiện duy nhất. Nếu em đồng ý, việc bơm vốn sẽ chuyển ngay. Được, tôi đồng ý. Alo, Thẩm thiếu gia, có chuyện gì vậy? Hạ Mễ, tin tốt đây, còn nhớ gia tộc Châu, một trong bốn bức tranh của Vương Kiện phải không? Sau khi các chuyên gia đánh giá tại hiện trường, họ đồng ý rằng em sẽ là người phục chế bức tranh này. Ừ, khi nào bắt đầu? Tay trái của em vẫn đang trong giai đoạn phục hồi. Điều này không ảnh hưởng đến chứ? Cũng được, tôi dùng tay phải nhiều hơn. Nhưng anh phải giúp tôi tìm một cái để mài nghiên. Không vấn đề gì, vậy em định bắt đầu khi nào? Hẹn tối nay nhé, tôi sẽ đợi anh ở đường Hoàng Diệu, được. Trời ạ! Em thật là tuyệt vời. Hoàn toàn không thấy dấu vết sửa chữa. Nhà đấu giá nào ở Kinh Thành tốt nhất vậy? Tôi đã điều tra kỹ càng. Nhà đấu giá lớn nhất Kinh Đô là nhà đấu giá Thời Dương, tỷ lệ thành công lên tới 80%. Vậy tốt quá. Ngày mai tôi sẽ mang bức họa đến nhà đấu giá Thời Dương. Được. Cô không sao chứ? Xin lỗi. Đôi mắt này, sao trông giống hệt Ngọc Dương vậy? Em không sao chứ? Bị thương ở đâu không? Em quen người vừa nãy không? Không quen. Cảm giác đôi mắt của anh ta có vẻ quen thuộc. Đúng rồi. Anh làm gì ở đây vậy? Tôi có hẹn gặp người nói chuyện. Anh bận thì trước đi. Ừm. Không sao, thực sự không sao. Được. Vậy tôi đi nói chuyện công việc trước đây. Đợi kết thúc rồi, làm xong nhớ gọi cho tôi. Chúng ta cùng về nhé. Xin chào, cho tôi hỏi cô có phải là cô Hạ không? Ừ, là tôi. Thời tổng của chúng tôi muốn gặp cô. Tôi không biết thời tổng của cô.
Cô không phải đến đấu giá tranh cổ đấy à? Thời tổng của chúng tôi muốn xem bức tranh trong tay cô. Tốt. Thời tổng, cô tiểu thư Hạ đã đến. Mời vào đi. Sao lại là anh? Hạ tiểu thư, xin chào. Hạ tiểu thư. Ồ. Xin lỗi. Thất lễ rồi. Ngồi đi. Đây là bức tranh để đấu giá. Cô định bán bức tranh với giá bao nhiêu? Anh ra giá đi, tôi đặt 12 triệu. Anh muốn mua à? Ừm, ba tôi rất thích sưu tầm tranh của Vương Kiện. Nhà tôi đang sưu tầm bức tranh cổ xưa. Bức tranh này là do tôi phục chế. Không cần phải quá đắt đỏ. Tiền không mua được sự yêu thích của tôi, giá cả như vậy là được. Tôi sẽ nhờ kế toán chuyển tiền cho cô. Cảm ơn. Cô Hạ. Thời tổng. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu có việc gì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Được. Vậy tiếp theo, mọi người cố gắng làm việc. Tôi sẽ đợi anh ở cửa. Tối nay mời anh đến nhà hàng để ăn tối. Mọi người tiếp tục trò chuyện nhé. Tôi có việc gấp phải đi trước. Chiếc thẻ này em cứ giữ lấy. Chị gửi cho em đấy. Em có thể tiêu theo ý muốn. Mật khẩu là ngày sinh của em. Quả nhiên. Phụ nữ một khi có tiền là sẽ trở nên xấu xa. Mấy ngày trước, còn cầu xin tôi đầu tư cho em. Mà đến lúc này có tiền rồi. Thế là biến thành chị gái luôn. Cuộc đời nô lệ vùng lên bằng đồng tiền. Đương nhiên rồi. Tài chính quyết định địa vị mà. Hãy nhìn dáng vẻ của Hạ Mễ khi người nhỏ bé được quyền kia. Ồ, anh đang khen tôi à? Tất nhiên là khen em rồi. Anh coi tôi là ngốc hả? Alo, thư ký Lý. Có chuyện gì vậy? Cô chủ. Cuộc họp hội đồng quản trị lúc 9 giờ sáng mai đã được rời theo chỉ thị của cô sang 3 giờ chiều. Cũng đã thông báo cho các giám đốc. Được rồi, tôi biết rồi. Đây là thông tin liên lạc của nhà đấu giá Thời Phong. Có thể sẽ có ích sau này. Tôi thiếu tiền cho em à. Cần gì em phải nhờ tiền từ anh ta? Lời tôi vừa rồi hơi nặng. Xin lỗi. Tôi chỉ không muốn. Tôi không muốn em gần người đó quá. Tên của Thời Dương, mặc dù có chữ Dương, nhưng anh ta không phải là anh Ngọc Dương. Ngọc Dương đã mất từ 13 năm trước rồi. Em ăn nhiều vào. Những ngày qua em phải giải quyết công việc của công ty, lại còn phải sửa tranh, thật là vất vả. Tôi đi vệ sinh một chút. Hạ Mễ, cô cũng đến đây ăn à? Cô theo dõi tôi sao? Chúng tôi đến đây ăn hàng ngày. Chỉ là tình cờ gặp mặt thôi. Hạ tiểu thư, cô cũng đến đây ăn à? Khủng hoảng tài chính của Hạ Thị đã qua. Cô sợ không đủ tiền trả cho bữa ăn này sao? Một kẻ chỉ biết dựa dẫm ăn bám vào cha mẹ mình. Cũng có gan nói chuyện với tôi à? Cô thực sự còn kiên trì hơn tôi tưởng. Cô đã ly dị với anh Bách Vũ rồi. Tại sao cô vẫn không thể buông tha cho anh ấy? Đây là chuyện của tôi và Giang Bách Vũ. Liên quan gì đến cô? Cô có tài cán gì? Cô lấy ra cho tôi xem. Nếu không phải vì bà nội cô chết đúng lúc, cô nghĩ anh Bách Vũ sẽ quan tâm đến cô không? Anh ấy chỉ là thương hại cô mà thôi.
Bà nội cô có vẻ chọn lúc để chết. Người nhà họ Hạ của cô thật là có mưu mô. Cả việc chết cũng tính toán kỹ càng. Làm thế nào để bám víu vào nhánh cây cao? Á, cô, chuyện lần trước, chưa đủ để cô nhớ lâu, phải không? Hạ Mễ, cô dám. Tôi sẽ chắc chắn khiến gia đình Hạ của cô phá sản lần nữa. Phải xem thử, cô có khả năng đó không? Anh Bách Vũ, anh đã thấy rõ bộ mặt thật của chị Hạ Mễ chưa? Cô ta chính là một kẻ nóng tính, anh xem mặt em bị cô ta đánh như thế nào? Em có bị đánh không? Anh Bách Vũ, chúng ta lớn lên cùng nhau, mười mấy năm tình cảm. Sao anh không thể tử tế với em một chút sao? Nếu cô không gây sự, thì Hạ Mễ sẽ không động tay với cô, sau này hãy tránh xa cô ấy. Không nhìn ra được, cô vợ tôi lại dữ dằn như vậy. Trước đây, đã đánh Chu Lộ Khiết bị mũi xanh mặt bầm, vừa rồi cái tát đó, tiếng đánh nghe rành rành từ xa. Tôi đánh cô bạn gái cũ của anh đấy. Sao nào? Lần này tại sao lại đánh cô ta? Cô ta chửi bà nội tôi. Nói tôi còn dung thứ được. Ai bảo còn chửi bà nội tôi, anh thấy thương xót à? Tôi không thấy thương xót. Chỉ là... thường ngày quen thấy em dịu dàng. Hôm nay, thấy em tỏ ra hung dữ như vậy. Tôi rất bất ngờ. Trước giờ tôi có tính khí xấu thế. Chưa thấy em nổi giận với tôi. Anh là chồng tôi. Tôi lo lắng cho anh còn không hết. Làm sao tôi có thể đánh anh được? Đi thôi. Alo, Thời Tổng. Tài khoản của tôi vừa nhận được 1 triệu. Phải chăng là phòng tài chính nhầm lẫn rồi? Không, không sai, chính tôi đã yêu cầu chuyển. Bức tranh của cô vẫn luôn treo trong văn phòng của tôi. Tôi còn chưa kịp dành tặng cho ba tôi, thì đã có một khách quen chọn mua nó. Người đó đưa ra giá 13 triệu. Tôi sẽ yêu cầu phòng tài chính chuyển số còn lại 1 triệu cho cô. Nhưng, nếu cô thực sự muốn cảm ơn tôi, thì tối mai, hãy cùng tôi đi ăn tối. Được. Vậy anh quyết định thời gian và địa điểm, được. Có chuyện gì vậy? Tối mai anh rảnh không? Tôi có một bữa tiệc. Ai tổ chức bữa tiệc này vậy? Sao lại huy động nhiều người thế này? Là Thời Dương. Bức tranh kia đặt trong văn phòng của anh ấy, được một vị khách quen của anh ấy mua lại. Anh ta đã chi 13 triệu mua nó. Anh ấy đưa thêm 1 triệu cho tôi. Tôi trả lại, anh ấy không lấy, còn nói là sẽ mời tôi đi ăn. Tôi không thể từ chối. Nên tôi muốn mời anh cùng đi. Nếu anh bận thì thôi. Tôi sẽ gọi bạn của tôi. Tôi sẽ đi cùng em. Ngồi đi. Chào Giang Tổng. À cô Hạ. Tôi đặc biệt gọi cho cô, cảm ơn. Chào Giang Tổng, xin hỏi anh cần gì? Tôi sẽ trả tiền cho bàn này, thanh toán bằng thẻ. Giang Tổng, Thời Tổng này, đã thanh toán trước rồi. Giang Tổng, lần này tôi mời, lần sau anh mời. Thời tiết nóng quá, nóng giận. Húp yến xào sẽ giảm nóng. Tôi đi vệ sinh tí nhé. Anh họ Lục à? Tôi họ Thời. Là con trai của Thời Trạch Dung. Năm nay mới trở về nước. Hạ Mễ là vợ tôi. Tôi không quan tâm anh họ gì. Đừng đến làm phiền cô ấy. Anh đang sợ cái gì vậy? Hôm nay là Hạ Mễ, tự nguyện gọi tôi đến, anh cũng thấy rồi. Cô ấy quan tâm tôi nhiều như thế nào? Hãy bảo vệ cô ấy. Tôi biết phải làm gì.
Em chỉ được thuộc về mình tôi thôi. Em thích tên Thời Dương đó, phải chăng vì anh ta có tên, giống hệt anh Ngọc Dương của em, hay là em đã thích anh ta thật rồi? Anh đang nói linh tinh gì vậy, dù là Thời Dương hay là Ngọc Dương? Tôi chưa bao giờ có tình cảm nam nữ với người đó, thật à? Tôi biết, bây giờ anh vẫn rất quan tâm chuyện của anh Ngọc Dương, nhưng đối với anh ấy, tôi chỉ cảm thấy biết ơn như một người anh trai, chúng tôi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, anh ấy luôn tốt với tôi. Dù là đồ ăn ngon hay trò chơi vui, anh ấy luôn đặt tôi lên trên hết, có người bắt nạt tôi, anh ấy cũng là người đầu tiên bênh vực cho tôi trong vụ hỏa hoạn đó. Nếu không có anh ấy, tôi đã chết từ lâu. Được rồi, được rồi. Đừng nói nữa, là tại tôi. Tôi không nên ghen tuông vô lý, làm em buồn. Tôi chỉ muốn nói với anh, tôi chỉ coi anh ấy như anh trai. Thưa ngài, mọi thứ đều đang diễn ra theo kế hoạch. Chúng tôi đã bí mật bán dự án, quả nhiên Giang Bách Vũ đã bị câu. Trong vòng một tuần, tập đoàn Giang chắc chắn sẽ chịu được đòn đánh lớn. Giang Bách Vũ đừng trách tôi. Đây là những gì các người nợ tôi. Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. Nhưng thưa ngài, tập đoàn Hạ, không biết làm sao mà, cũng đã gia nhập vào vòng tròn của chúng ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tập đoàn Giang, dù sẽ phải chịu đựng những đòn giáng mạnh, nhưng tập đoàn Hạ cũng sẽ gần phá sản. Tại sao lại như vậy? Thưa ngài, vậy chúng ta thông báo xuống kế hoạch dự án này, hủy bỏ tất cả. Nhưng ngài sẽ giải thích thế nào với họ? Tôi tự có cách. Vâng. Hạ Mễ, làm sao có thể là em được? Cô chủ không sao rồi, không sao rồi. Dự án ở nước ngoài, không hiểu sao lại bị dừng lại. Có lẽ là có người đã giúp chúng tôi từ phía sau. May mà không có gì nghiêm trọng, tập đoàn Hạ gần như là đã qua được rắc rối. Tốt quá. Nhưng thật lạ. Là ai tốt đến thế nhỉ? Thậm chí đã giúp chúng ta xử lý xong chuyện này. Gia đình Hạ không bị tổn thất, bế tắc vì phá sản. Tôi nghĩ tôi biết là ai rồi. Giang Tổng, dự án ở nước ngoài, không hiểu tại sao lại dừng lại. Công ty chúng ta vẫn bị ảnh hưởng khá nhiều. Kiểm tra, lập tức kiểm tra, tôi muốn xem thử. Ai lại gan lớn đến vậy? Dám sắp xếp cả cho Giang Bách Vũ tôi sẽ ngay lập tức điều tra. Sao em lại đến đây? Để cảm ơn anh. Nên tôi đã cố gắng xin nghỉ sớm để đi ăn với anh. Cảm ơn cái gì cơ? Không có gì đâu, chỉ là muốn nghỉ sớm thôi, ăn cùng tôi nhé. Được vậy, em muốn ăn gì? Tôi dẫn em đi. Cầy bảy món. Lẩu bò nhúng giấm, xiên thịt cừu. Vậy chúng ta đi thôi, bà xã của tôi. Có chuyện gì vậy? Không tươi à? Hãy thử cái này. Em thắng này. Cái gì? Em có phải đang mang bầu không vậy? Bác sĩ nói thế nào? Bị bệnh nan y. Chúc mừng Giang Tổng. Anh sắp làm bố rồi. Cái gì? Hạ Mễ có bầu rồi, ngoài cô ấy ra thì còn ai? Đứa con trai lớn của ông còn chưa có vợ kia. Tôi nói với ông, tối nay bất kể thế nào, cũng phải về nhà ăn cơm. Ông không phải đã hứa với tôi rồi sao? Giang Bách Vũ kết hôn với Lộ Khiết. Bây giờ Hạ Mễ đã mang bầu rồi. Vậy liệu họ có ly hôn không? Anh Chu à, đừng nóng. Chuyện này tôi sẽ tìm cách giải quyết. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ có mình cô con gái Chu Lộ Khiết. Dù thế nào anh cũng phải tìm cách. Nếu con gái tôi buồn, thì chúng ta cũng đừng nói chuyện hợp tác nữa. Hừ, tôi sẽ có cách khiến Bách Vũ đồng ý ly hôn. Mẹ à, công ty này, con dự định sau này sẽ giao cho Giang Bách Nhật. Anh ấy có tính cách bình tĩnh và quyết đoán.
không bị vướng bận bởi chuyện tình cảm, và luôn tuân theo mệnh lệnh, thậm chí còn phù hợp hơn để trở thành người kế nhiệm. Em đã mang thai rồi, ăn thêm thịt nạc vào. Bách Kiến à, anh mới ngoài 50 tuổi. Chuyện chọn người kế nhiệm, chúng ta hãy bàn sau, cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Mẹ à, bây giờ chúng ta hãy quyết định. Về việc này, chúng ta sẽ bắt đầu đào tạo. Trong vòng 3 đến 5 năm, chính xác là để nối nghiệp. Thỏa thuận ly hôn, tôi đã soạn thảo xong rồi. Tài sản chung của vợ chồng, mỗi người một nửa, tập đoàn Giang Thị sẽ được chia đôi. Một phần cho con riêng Bách Nhật của ông, và một phần cho con trai tôi, ký vào đây. Ly hôn thì ly hôn, nhưng cô sẽ không có gì cả. Hừm, nhớ lại ngày xưa, gia sản của nhà họ Tần cũng là hàng trăm tỷ, ông chiếm hết rồi. Ông còn là đàn ông không? Ông cứ cố chấp như vậy. Chúng ta gặp nhau ở tòa, thấy già, con dâu à, con bình tĩnh lại đi, đừng so đo với Bách Kiến. Mẹ à, mẹ cũng thấy rồi. Anh ta đang tìm mọi cách hành hạ con trai con, mẹ nói xem con có thể chịu đựng được không? Hừm. Tất cả những gì ông muốn, chỉ là muốn con trai tôi cưới Chu Lộ Khiết. Vì ông thích người phụ nữ đó lắm, thì ông cứ cưới cô ta đi. Cô, hừm. Giấy thỏa thuận ly hôn, tôi sẽ gửi cho ông mỗi ngày một bản, cho đến khi ông ký vào đó. Ôi con dâu. Hãy ăn thêm một chút nào. Giang Tổng, đây là những gì tôi tìm được trước đây. Của công ty nước ngoài kia, những manh mối mà họ để lại. Công ty họ, giống như nhà đấu giá thời Dương, đều thuộc về một công ty con. Của một tập đoàn, người điều hành thực sự phía sau, chính là thời Dương. Hóa ra là anh ta. Alo, tại sao anh lại làm như vậy? Chỉ vì hạ mễ, vô tình nhảy vào cái bẫy này phải không? Tôi thấy anh thời gian này không phù hợp để tiếp tục quản lý công ty nữa. Chuyện đã rõ, nhớ kỹ đi. Hạ mễ cũng là người của nhà họ, hãy tự lo liệu. Tránh ra. Ga anh tổng, anh không thể vào đây. Tránh đường. Cho anh ta vào. Giang tổng hôm nay rảnh rỗi thế à, cần tìm tôi có việc gì? Cũng không có gì. Chỉ là nghe nói rằng thời tổng thường xuyên sống ở nước ngoài, đến đây hỏi một chút. Anh biết về tập đoàn L không? Tất nhiên là đã nghe qua, nhưng không có nhiều liên hệ. Ồ, vì tôi đang định nhờ thời tổng giới thiệu người đứng đầu tập đoàn, tôi muốn cảm ơn anh ấy vì đã giúp vợ tôi về tập đoàn của Hạ Thị. Điều này đã giúp gia đình Hạ tránh được nguy cơ phá sản. Thật sao? Vậy tôi không thể giúp gì được. Nhưng điều tôi không ngờ đến là Giang tổng, anh thực sự quan tâm đến vợ mình như thế này sao? Tất nhiên rồi. Chúng tôi là vợ chồng sẻ chia gian khó. Vài năm trước tôi bị tai nạn xe và bị liệt. May mắn là có Hạ Mễ ở bên cạnh tôi, không rời bỏ. Chúng tôi yêu nhau. Không phải ai cũng có thể chia cắt. Không biết ông chủ thời Dương có người yêu thích không? Ông chủ thời Dương có người yêu thích không? Giang Tổng, tôi nghĩ anh nên quan tâm hơn đến một việc khác. À tiện nhân, lần trước bà già chết yểu, lần này lại để cô ta có thai. Con yêu, con đau lòng quá. Được rồi, được rồi, được rồi, mẹ. Mẹ nhất định phải giúp con. Con nhất định phải khiến thứ đàn bà họ Hạ đó chết. Cũng như đứa bé trong bụng cô ta cũng phải chết. Được rồi con gái ngoan, đừng buồn nữa. Mẹ nhất định sẽ giúp con trả thù. Được rồi, khóc nữa sẽ không xinh đẹp đâu. Alo, tôi muốn anh giúp tôi loại bỏ một người. Thank you.
Bác sĩ, vợ tôi cô ấy thế nào rồi? Giang Tổng, vợ anh giờ đã qua cơn hiểm nguy. Còn đứa bé thì sao? Đứa bé không sao cả, chỉ là trong thời gian này, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Được. Cảm ơn ông. Em tỉnh rồi à? Con yêu, đứa bé của chúng ta. Đừng lo lắng, bác sĩ đã nói, đứa bé không sao. Tài xế A Trung thế nào? Anh ấy không sao. Bị thương một chút, không có vấn đề gì lớn, em đó. Đừng lo lắng cho người khác nữa. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải chăm sóc bản thân mình. Và con của chúng ta. Làm gì vậy? Đây là bệnh viện. Sao chứ? Anh hôn vợ mình thì... Phạm luật à? Tôi muốn ăn mì lẩu Thái. Đi mua giúp tôi nhé. Được. Anh sẽ đi ngay bây giờ. Chờ chút nhé. Nghỉ một lát trước đã. Giang Bách Vũ. Tôi đã yêu cầu anh chăm sóc cô ấy mà anh chăm sóc như thế à? Cô ấy là vợ tôi. Không cần anh quan tâm. Cô ấy là người tôi đã cứu bằng mạng sống. Cuối cùng cũng thừa nhận, anh chính là Lục Ngọc Dương. Cuối cùng cũng thừa nhận, anh chính là Lục Ngọc Dương. Cô ấy rốt cuộc thế nào? Cô ấy là vợ tôi, phải chăm sóc thế nào? Tôi biết rất rõ. Giang Tổng, trưởng phòng cảnh sát nói, vụ tai nạn xe lần này không phải là tai nạn, thủ đoạn hành sự rất tinh vi, và người đó có khả năng phản gián, không kém cạnh đội trưởng Kỷ. Rất rõ ràng, mục tiêu của họ chính là phu nhân. Lập tức điều tra. Tôi muốn biết. Tình hình điều tra ngay lập tức. Hạ Mễ, cô ở phòng bệnh số mấy? Lục Ngọc Dương, đứng lại. Hạ Mễ. Cảm giác thế nào? Bác sĩ nói sao? Không có gì nghiêm trọng cả. Thời Tổng anh đừng lo. Mời anh ngồi. Được. Xin lỗi Thời Tổng. Mời anh ngồi đây. Không sao là tốt rồi. Tôi nghe nói cô bị tai nạn xe. Tôi suýt chết khiếp. Vợ tôi có tôi chăm sóc. Không cần phiền đến ông chủ Thời. Tôi tự làm là được. Bác sĩ nói, em cần nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm việc quá sức. Chỉ là ăn cơm thôi mà. Làm việc quá sức cái gì chứ? Không được. Anh thích. Đút em ăn. Nào há miệng. Điều này thật là... Xin lỗi Thời Tổng. Đã để anh phải cười. Hạ Mễ. Tôi đến. Có một việc muốn nói chuyện với cô. Sắp tới tôi phối hợp với đài truyền hình. Ra mắt một chương trình, kho báu tranh cổ. Tôi muốn mời cô tham gia với tư cách khách mời. Tất nhiên, thù lao sẽ không ít. Cô ấy sẽ không đi đâu. Anh đúng là chồng của Hạ Mễ. Nhưng anh không có quyền lựa chọn thay cô ấy. Hạ Mễ. Ý cô là gì? Xin lỗi Thời Tổng. Tôi không có khả năng tham gia. Làm sao cô biết nếu không thử? Và còn một lợi ích khác nữa. Nếu cô trở nên nổi tiếng chỉ trong một lần, cô có thể giúp cho họ Hạ thu hút được nhiều nguồn vốn hơn. Có tôi ở đây. Nguồn vốn của họ Hạ. Cô ấy không cần thiết phải tham gia bất kỳ chương trình nào để thực hiện điều đó. Hạ Mễ. Chỉ khi cô trở nên mạnh mẽ, cô mới có thể tự bảo vệ được tập đoàn Hạ. Được, tôi sẽ tham gia. Hạ Mễ. Em có biết em đang nói gì không? Thời Tổng. Có thể để tôi và chồng tôi nói chuyện riêng một lát không? Được. Cô nghỉ ngơi đi nhé. Em vừa nãy có cố tình không vậy? Em có phải đang thích Thời Dương không? Hay nói cách khác, em thích anh ta à? Anh nói linh tinh gì vậy? Rơi vào bể giấm rồi hả? Tôi không muốn phụ thuộc vào anh mọi việc. Tôi muốn dựa vào khả năng của mình. Để giúp gia đình Hạ mạnh mẽ hơn, anh cũng không muốn có vợ con chuyên phá hoại, phải không? Em thực sự không phải vì thích Thời Dương phải không? Tất nhiên là không rồi. Anh ghen tuông quá mức. Nếu để con anh biết được, nó cười chết mất. Được. Nếu em muốn đi thì cứ đi.
Xin chào quý vị khán giả. Chào mừng đến với Kho Báu Tranh Cổ. Hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được mời một bậc thầy nổi tiếng về phục chế tranh cổ, cô Hạ Tiểu Thư. Xin mời vỗ tay chào đón. Chúng ta cũng đã mời được một vị khách đặc biệt, chuyên gia phục hồi cổ sứ nổi tiếng, Hoa Thiên Thọ, cháu gái ông Hoa, cô Chu Lộ Khiết. Xin mời. Chuyện gì vậy? Có lẽ là ý đồ của đài truyền hình, chúng tôi không hề nhận được bất kỳ thông báo nào. Bây giờ chúng ta hãy đón xem bức tranh đỉnh cao của hôm nay, bức tranh của Thanh Huy Tông. Cô Hạ, cô Chu, bây giờ hai người có thể đến xác minh xem bức tranh cổ này là thật hay giả. Bức tranh này nhìn nó tả tơi đến thế kia, làm sao có thể là bản thật của Thanh Huy Tông? Theo tôi, bức tranh này chắc chắn là bản sao, không nên xuất phát từ triều Đại Thanh. Đúng vậy, tôi cũng có cùng ý kiến đó. Cô Hạ Tiểu Thư, cô nghĩ sao? Bức tranh này quả thực là bản thật của Thanh Huy Tông. Bức tranh này thực sự là bản thật của Thanh Huy Tông. Cô có bằng chứng nào để chứng minh bức tranh này là thật? Chỉ vì một câu nói của cô à, Hạ Mễ. Đừng tưởng rằng cô phục chế được vài bức tranh cổ là có quyền khoe khoang ở đây. Đúng vậy, bức họa này tuyệt đối không thể là hàng thật. Mọi người, xin hãy yên lặng một chút. Sau đây chúng ta xin mời chuyên gia định giá tranh cổ, ông Lâm Vũ Bắc. Ông Lâm, xin nhờ một chút, hãy tiết lộ câu trả lời cho chúng tôi. Quý vị, hình tranh chim hạc tốt lành. Sau khi đã được các chuyên gia đánh giá, quả thật là tác phẩm chính gốc, thật không ngờ là hàng thật. Làm sao có thể, không thể nào. Không thể nào, chắc ông đã nhìn nhầm rồi. Làm sao bức tranh này có thể là thật? Tôi đảm bảo bằng danh dự học thuật của mình. Cô Chu Tiểu Thư, một người mà còn không hiểu biết về đánh giá tranh và thư pháp, đến đây làm gì cho xôn xao? Đúng là mất mặt lão sư Hoa. Bức tranh này không những là hàng thật, mà tôi còn dám chắc rằng trên thế giới này, người có khả năng phục chế bức tranh này chỉ có thánh thủ phục chế, cháu gái của ông Hạ, cô Hạ Tiểu Thư. Hạ Tiểu Thư, cô có thể trình diễn kỹ thuật phục chế ngay tại đây không? Được. Quả nhiên là đệ tử xuất sắc của lão sư Hạ, xanh hơn cả bầu trời. Cô Hạ Tiểu Thư, tôi có một bức tranh cổ, không biết cô có thể giúp tôi phục chế nó không? Cô yên tâm, giá cả không phải là vấn đề. Cô Hạ Tiểu Thư còn trẻ, không những có khả năng đánh giá bảo vật, mà còn có tài nghệ phục chế. Đúng là đáng nể phục. Chúc mừng nhé! Chương trình Kho Báu Tranh Cổ đã đạt vị trí số 1 về lượt xem. Cô cũng nhờ vậy mang lại cho Hạ Thị nhiều nguồn vốn hơn, trở thành người nổi tiếng thế giới về đánh giá và phục chế cổ vật. Điều này không phải là nhờ anh đã cho tôi cơ hội sao? Tôi có thể hỏi cô một câu hỏi không? Được chứ, anh hỏi đi. Những năm qua, em sống tốt không? Cũng ổn. Mễ Mễ, anh gọi tôi là gì? Hồi nhỏ, tôi không phải đã luôn gọi em như thế này sao? Anh nói gì cơ? Tôi là Lục Ngọc Dương. Không thể nào. Làm sao anh có thể là Lục Ngọc Dương? Ngọc Dương, anh ấy đã. Đừng giả mạo, anh Ngọc Dương của tôi thực sự là Lục Ngọc Dương. Em còn nhớ vết sẹo này không? Hồi đó em leo lên cây, tôi để cứu em mà ngã xuống, bị đá cắt vào. Anh thật sự là anh Ngọc Dương sao? Vậy thì hồi đó, vụ hỏa hoạn không phải là tai nạn, mà do người ta gây ra. Hồi đó mẹ tôi từ trong đám cháy đã cứu tôi ra, sau đó tạo ra tin tức tôi đã chết trong đám cháy. Cuối cùng chúng tôi đi nước ngoài. Bà ấy làm như vậy, hoàn toàn là để bảo vệ tôi. Rốt cuộc là ai muốn hại anh? Thật là một vở kịch hay, tái ngộ đầy tình cảm xúc động. Anh làm gì ở đây? Em chắc chắn không muốn tôi ở lại, làm phiền, và cuộc hẹn của em với Ngọc Dương. Anh đang nói linh tinh gì thế? Giang Bách Vũ, đâu phải như anh nghĩ đâu.
Vậy anh nói xem, tôi nên nghĩ sao? Đi theo tôi. Anh buông tôi ra, đi theo tôi, anh làm tôi đau rồi. Anh không nghe thấy à? Hạ Mễ là người của tôi không cho phép anh động vào. Anh Ngọc Dương, anh có sao không? Anh điên à? Sao lại đánh người? Em thật sự nhìn anh ta, với ánh nhìn trìu mến. Em thực sự thích, đứa con ngoài giá thú này đến vậy sao? Con ngoài giá thú? Đúng vậy. Lục Ngọc Dương. Chính là con riêng của Giang Bách Kiến. Chuyện này là sao? Đúng vậy. Tôi chính là con riêng của Giang Bách Kiến. Anh cũng chẳng tốt lành gì. Mẹ anh là kẻ giết người. Bà ta chính là người muốn tiêu chết tôi 13 năm trước. Hôm đó tôi đã nói trong văn phòng của anh, tôi sẽ điều tra rõ việc này. Còn nữa, tôi tin mẹ tôi, bà ấy tuyệt đối không phải người như vậy. Anh có thể về hỏi bà ta. Về vụ hỏa hoạn năm đó, có phải là vì muốn loại bỏ tôi mà bà ta đã gây ra không? Hạ Mễ suýt nữa đã mất mạng. Hóa ra mọi người đều ở đây, thật tốt. Như vậy con khỏi phải chạy đi chạy lại, chuyện gì xảy ra vậy? Trông mặt con không tốt lắm nhỉ? Mẹ biết Lục Ngọc Dương không? Lục Ngọc Dương? Không biết. Con đã điều tra rồi. Mẹ anh ta tên là Liễu Mạn. Còn anh ta, chính là người đã cứu Hạ Mễ trong vụ hỏa hoạn, cách đây 13 năm trước. Liễu Mạn. Lục Ngọc Dương. Không. Mẹ của anh ta không phải gọi là Liễu Mạn. Cô ta nên được gọi là Lục Liễu. Như vậy là mẹ thực sự biết cô ta. Chắc hẳn có người rành hơn mẹ chứ. Mẹ nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Hồi đó, không lâu sau khi mẹ sinh con ra, Giang Bách Kiến đã đi đến công ty để kiểm tra công việc. Sau khi uống rượu, ngủ với một nhân viên phục vụ khách sạn. Nhân viên này tên là Lục Liễu. Sau đó sinh một cậu bé. Giang Bách Kiến không nhận. Đã đưa một số tiền và đuổi cô ta đi. Sau đó, cậu bé này bị thiêu chết rồi. Vụ hỏa hoạn này là do mẹ gây ra phải không? Mẹ khinh thường làm những chuyện như vậy. Dù có tức giận, mẹ cũng không thể đốt lửa. Mẹ à, thật sự không phải mẹ sao? Mẹ đã làm những gì mẹ biết. Mẹ không làm thì không chịu trách nhiệm. Việc đê tiện như thế này, làm sao mẹ lại làm? Vậy ông nói xem, cái giọng mày đưa ra, sao lại như thách thức chính ba mày vậy? Ba sao? Ông có xứng đáng không? Mày. Chúng ta đi trước nhé. Tôi tin mẹ. Với lòng tự trọng của bà ấy không cho phép mình làm chuyện đó. Tôi cũng tin. Nhưng Lục Ngọc Dương khẳng định là mẹ tôi làm. Ở đây, chắc chắn có uẩn khúc. Đừng lo lắng, chúng ta hãy quay lại xem. Cô Hạ tiểu thư, tôi là từ bảo tàng thành phố Bắc Kinh. Bảo tàng chỗ chúng tôi, vì đám cháy mà, những bức tranh chữ bị hư hỏng, cần sửa gấp, muốn mời cô qua đây, cô xem có được không? Được, tôi sẽ qua. Giang Tổng, thiếu phu nhân đã đi đến thành phố Bắc Kinh, theo tin tức truyền lại, Lục Ngọc Dương vào ngày đó, cũng đi. Đặt vé máy bay sớm nhất. Tôi cũng muốn đi đến thành phố Bắc Kinh, bức tranh trong bảo tàng, cuối cùng cũng đã được phục hồi. Hạ Mễ, em cũng được coi là nổi tiếng khắp nơi. Anh Ngọc Dương, anh đừng trêu chọc em nữa. Anh đâu có trêu chọc em. Tài năng của em là đỉnh nhất. Ồ, đó không phải là món kem mà em thích nhất sao? Anh sẽ mua cho em cứ đợi nhé. Hạ Mễ, cô đi chết đi. Hạ Mễ, Hạ Mễ. Hạ Mễ cẩn thận. Anh Ngọc Dương. Anh Ngọc Dương. Anh Ngọc Dương. Đừng chết mà. Em không muốn anh chết. Anh cố gắng lên. Anh Ngọc Dương. Mọi chuyện với anh Ngọc Dương đều là do em. Được rồi, đừng lo, không sao đâu, Lục Ngọc Dương sẽ không sao đâu. Bác sĩ, bệnh nhân thế nào rồi?
Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần truyền máu gấp. Nhưng anh ấy có nhóm máu đặc biệt, là nhóm máu AS âm. Bệnh viện chúng tôi không có dự trữ loại máu này. Hãy lấy máu của tôi là anh trai của cậu ấy. Các người bị tình nghi liên quan đến hai vụ án mạng, hãy hợp tác với chúng tôi để điều tra. Thả tôi ra. Các người có quyền gì bắt tôi? Tôi không giết người. Buông tôi ra. Các người là cái gì vậy? Dám bắt chúng tôi? Các người có bằng chứng gì? Hãy thả tôi và con gái tôi ra. Không có bằng chứng, có thể bắt người bất kỳ à? Đưa đi. Đợi đã. Các người bắt người bừa bãi. Tôi sẽ kiện các người. Tôi nhất định sẽ kiện đến cùng. Nếu tôi là ông, tôi sẽ rất biết ơn khi họ đã bị bắt hết. Nếu tôi là ông, tôi sẽ rất biết ơn khi họ đã bị bắt hết. Buông tay tôi ra. Anh Bách Vũ cứu em với. Em không muốn đến đồn cảnh sát. Nhìn vào tình cảm từ thuở nhỏ của chúng ta, vì em yêu anh bấy nhiêu năm rồi. Hãy cứu em được không? Yêu tôi. Chu Lộ Khiết, thu hồi cái mặt xấu xa của cô đi. Cô chơi đùa ở nước ngoài vui thế, thậm chí lúc phá thai sao không nghĩ đến việc yêu tôi? Bách Vũ, anh nói gì vậy? Chu Đông Bá, có vẻ như ông chưa biết Chu Lộ Khiết không phải là con gái của ông. Lộ Khiết là con gái riêng của Hoa Thiếp Nhược với tình nhân Lưu Nghị. Lưu Nghị chính là tình nhân của bà ta. Dùng tay ông ta làm con dao loại bỏ Hạ Mễ. Cái gì? Không, không phải vậy đâu. Không phải như thế. Là anh ta vu khống. Lưu Nghị đã bị bắt rồi. Đã khai hết cả rồi. Á, cô đúng là đồ tiện nhân. Dám làm lại chuyện vô liêm sỉ này. Chồng ơi, tôi không có. Đưa đi. Đưa đi, chồng ơi, đừng mà. Cứu con với ba ơi, ba ơi. Cẩn thận nhé. Ngọc Dương, Ngọc Dương. Mẹ. Mẹ đang làm gì ở đây vậy? Con bị thương nặng như vậy, làm sao mẹ có thể không đến được? Mẹ con không sao. Mẹ đừng lo lắng. Làm sao mẹ không lo được? Xin lỗi cô ạ. Anh Ngọc Dương như thế này, tất cả là vì cứu tôi. Cô là Hạ Mễ phải không? Cút ra ngoài, phòng bệnh của con trai tôi. Không cho phép người họ Hạ ở lại. Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy? Mẹ thế nào? Lẽ nào những gì mẹ nói không đúng sao? Cả nhà họ Hạ, hồi đó đã đối xử với hai mẹ con mình như thế nào? Con quên mất Tần Lan Tâm. Đã tàn nhẫn đến mức muốn thiêu sống con rồi sao? Hỏa hoạn, không phải do tôi gây ra. Lục Liễu, đã 20 năm rồi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hừ. Tôi cũng không nghĩ là chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Hừ, cô đã tính toán và lên kế hoạch bao nhiêu năm nay, thao túng con trai cô từ đằng sau, bố trí mưu đồ, gây hại cho gia tộc Giang của tôi, rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chẳng phải là vì ngày này sao? Ha 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 ha. Không ngờ rằng, người hiểu tôi nhất lại là bà. Đúng, không sai đâu. Tất cả đều do tôi làm. Là tôi khiến Ngọc Dương trở về nước. Kế hoạch thôn tính Giang Thị. Tất cả đều do tôi tính toán. Chỉ là tôi không ngờ anh ta vì Hạ Mễ mà từ bỏ cả ván cờ. Lục Liễu, sau bao nhiêu năm, cô vẫn không thay đổi. Vẫn là tay độc ác như vậy. Nhưng tôi cũng không thể sánh bằng bà. 13 năm trước, bà làm mọi cách để tiêu diệt con trai tôi. Bà thật tàn nhẫn độc ác. Muốn thiêu chết con trai tôi. Hừ. Tôi thậm chí còn chẳng thèm làm những việc đó. Mở to mắt ra. Hãy nhìn kỹ xem ai mới là kẻ thù của cô. Làm sao có thể? Làm sao lại là ông ta? Dù hổ dữ cũng không ăn thịt con. Ông ta. Cả hổ dữ còn không ăn thịt con. Tại sao lại là Giang Bách Kiến? Không thể nào, không thể nào. Chắc chắn là các người tạo giả chứng cứ để thoát tội. Những vật chứng này là kết quả của cuộc điều tra lâu dài của tôi. Còn chứng cứ nhân chứng, ngôi làng ngày xưa, còn có hai cụ già, họ đã chứng kiến tên phóng hỏa. Tôi tin với khả năng của các người. Muốn xác minh những điều này cũng không phải là việc khó khăn. Thật là buồn cười. Ngọc Dương là con ruột của ông ta. Làm sao ông ta có thể nhẫn tâm được? Đừng quên rằng tài sản hàng trăm tỷ của nhà mẹ tôi cũng là ông ta từng bước nuốt chửng. Bây giờ ông ta còn muốn cướp quyền kiểm soát tập đoàn Giang của con trai tôi. Ông ta mơ đi.
Vụ cháy gây ra cách đây 13 năm. Tôi đã gọi cảnh sát rồi. Ha 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 ha. Thật là buồn cười. Ha ha ha. 13 năm rồi. Tôi đã ghét nhầm người. Ha ha ha. Bao nhiêu năm nay? Hóa ra người không thể chấp nhận hai mẹ con chúng tôi. Thật sự là ông ta. Ha ha ha. Mẹ ơi. Anh Ngọc Dương, đừng cử động. Anh vẫn còn đang bị thương đấy. Mẹ tôi, bà ấy. Tôi sẽ đi xem. Cứ yên tâm đi. Mẹ cậu sẽ không sao đâu. Người phụ nữ như cô ấy không tự tử đâu. Mẹ ơi. Ha ha ha. Ông Giang, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến vụ hỏa hoạn cố ý 13 năm trước. Vui lòng hợp tác cùng chúng tôi điều tra. Chậm lại. Không sao, đừng giả vờ nữa, bắt người khác phục vụ cho anh. Hạ Mễ, em có thể đi. Mua đồ ăn cho anh được không? Được, em sẽ đi mua ngay bây giờ. Ừ. Anh cố tình bảo Hạ Mễ đi. Là có chuyện muốn nói với tôi à? Anh cố tình bảo Hạ Mễ đi. Là có chuyện muốn nói với tôi à? Chuyện của anh và Hạ Mễ, tôi đều biết rõ. Nhưng lần này tôi muốn nói với anh. Tôi sẽ không bao giờ buông tay cô ấy. Ý của anh là gì? Bách Vũ, anh và Hạ Mễ đã kết hôn 3 năm rồi. Anh đã từng đối xử tử tế với cô ấy chưa? Anh không xứng đáng có được cô ấy. Chuyện giữa tôi và cô ấy không cần anh quan tâm. Muốn cướp Hạ Mễ đi ư? Điều đó còn phụ thuộc vào cô ấy có muốn hay không. Cùng chờ xem. Tôi nói cho anh biết, Hạ Mễ chỉ có thể thuộc về mình tôi. Về với tôi nào, Giang Bách Vũ. Anh làm gì thế? Về nhà với tôi sẽ sắp xếp người chăm sóc anh ta. Anh lại làm trò gì thế này? Muốn về thì anh cứ về đi. Anh Ngọc Dương bị thương là vì tôi có trách nhiệm chăm sóc anh ấy. Em vẫn còn yêu anh ta phải không? Tôi không muốn thảo luận vấn đề này với anh. Tôi chỉ nói với anh lần cuối. Tôi có trách nhiệm chăm sóc anh Ngọc Dương. Hạ Mễ, em vừa nhìn gặp Giang Bách Vũ phải không? Có phải anh và anh ấy đã nói gì đó không? Trong những năm em và Giang Bách Vũ kết hôn, những tổn thương em phải chịu, anh biết hết rồi. Hạ Mễ, em có hạnh phúc khi ở bên anh ta không? Anh Ngọc Dương, em biết giữa chúng ta đã xảy ra nhiều hiểu lầm, nhưng em chắc chắn anh ấy yêu em. Thôi đừng nói nữa. Anh đã biết rồi. Nhưng với tư cách là anh trai của em. Anh trai, anh không thể chịu đựng được những tổn thương mà anh ta từng gây ra cho em. Anh muốn làm gì? Em không cần quan tâm đến điều này, cứ để anh lo. Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Hạ Mễ, em đã đi đâu vậy? Tại sao không nhận cuộc gọi của tôi? Giang Tổng, anh có một bưu phẩm gấp. Anh đã giấu Hạ Mễ ở đâu? Hạ Mễ đã trưởng thành rồi, nếu không phải tự nguyện theo tôi. Tôi có thể giấu được sao? Anh gửi những thứ này cho tôi, quá khứ của anh và Hạ Mễ. Anh nghĩ tôi sẽ giao Hạ Mễ cho anh à? Hơn nữa, bản thỏa thuận ly hôn này, tôi sẽ không ký. Nếu đó là ý của Hạ Mễ, anh hãy để cô ấy đến gặp tôi. Giang Bách Vũ, anh thật là kiêu ngạo. Không trách được Hạ Mễ không chịu nổi anh, nhưng tôi khuyên anh, vẫn là ký vào hợp đồng ly hôn đi, đỡ phải lên tòa. Càng khó nhìn. Hôm nay tôi đến để thông báo cho anh, ngày mai hãy đến tham dự đám cưới của tôi và Hạ Mễ. Chúng tôi chào đón anh đến. Cứ yên tâm nhé, tôi và cô ấy chỉ tổ chức đám cưới. Chờ sau khi hai người chính thức ly hôn, tôi mới đăng ký kết hôn với cô ấy. Tôi muốn gặp Hạ Mễ.
Được thôi, ngày mai chào đón anh, đến tham dự đám cưới của chúng tôi. Cô Hạ Mễ, cô có đồng ý? Hạ Mễ, tôi không cho phép em cưới anh ta. Em chỉ có thể là của tôi. Giang Tổng, anh đến đây để làm loạn à? Suốt những năm qua, anh không phải luôn coi cô ấy như một bản sao sao, nói cách khác là chủ nhân thực sự đã mất. Nên anh đành chấp nhận người thứ hai, tôi không bao giờ coi thế thân của Chu Lệ Như. Hạ Mễ, tôi chưa bao giờ coi em là thế thân của Chu Lệ Như. Suốt những năm qua, tôi chỉ yêu mình em. Tôi biết, em luôn chỉ coi tôi như là bản sao của anh trai em. Tôi hứa với em, chỉ cần em ở bên tôi, dù chỉ là người thay thế, tôi cũng không quan tâm. Đồ ngốc nghếch. Chỉ cần em ở bên tôi, dù cho là kẻ ngốc, tôi cũng không quan tâm. Chú rể cô dâu đã đến, chúng ta tiếp tục lễ cưới. Anh Giang Bách Vũ, anh có chịu lấy cô Hạ Mễ làm vợ không? Ngốc à, hôm nay là đám cưới của em và anh. Cái gì? Nếu anh không tốt với cô ấy, tôi vẫn sẽ giành lại cô ấy. Suốt đời này của anh, không bao giờ có cơ hội đó đâu. Cô dâu, chú rể, chúng ta có thể tiếp tục không? Tiếp tục đi. Cô Hạ tiểu thư, cô có đồng ý lấy anh Giang Bách Vũ làm chồng, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, nghèo khó hay giàu sang, cùng nhau suốt đời không? Tôi đồng ý. Anh Giang Bách Vũ, anh có nguyện ý cưới cô Hạ Mễ làm vợ, không phân biệt giàu nghèo, bệnh tật hay sức khỏe, không bao giờ rời bỏ nhau được không? Tôi đồng ý. Tốt, bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu rồi.